lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 371, trở về. Tô Duy, em trai của Tô Yên, cũng chỉ có mình Tô Duy. Tô Yên bảo người giúp việc chăm sóc đứa bé, rồi vội vàng xuống tầng. Trong đại sảnh, một tia hoàng hôn chiếu vào, trải dài trên sàn nhà, chiếu sáng lấp la lấp lánh, nhìn rất đẹp nhưng cũng rất hư ảo. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Cũng giống như Tô Duy ngồi ở trên sofa trong phòng khách, Tô Yên cũng cảm thấy không chân thực. Tiểu Duy, Tô Yên nhẹ giọng gọi. Lục Cận Phong đã không đưa Tô Duy về nước G trước đó, thậm chí Lâu Doanh cũng không tìm thấy cậu ta, sau khi Lê Quốc Minh bị bắt, cũng không có tin tức gì về Tô Duy. Tô Duy đột nhiên trở về, khiến Tô Yên hết sức kinh ngạc. Tô Duy ngẩng đầu, mỉm cười, gọi một tiếng chị. Cảnh này rất giống với cảnh Tô Duy từng làm nũng với cô khi còn nhỏ, nhưng không còn giống nữa. Suy cho cùng, Tô Duy đã không còn là một đứa trẻ, cậu ta đã là người trưởng thành rồi. Ánh mắt Tô Duy cũng không còn rực rỡ, sau bao nhiêu chuyện như vậy thì cậu ta cũng không còn là cậu thiếu niên khí phách kia nữa, và cũng không còn phóng túng nữa. Ừ, Tô Yên sững sờ vài giây mới kịp phản ứng lại, cười đáp em quay trở về thì tốt rồi, để chị nhìn xem nào. May mắn thay, sau khi Lệ Quốc Minh vượt ngục đã đưa Tô Duy đi, nhưng ông ta cũng không bắt Tô Duy làm bất cứ điều gì phạm pháp. Tô Duy còn có thể quay đầu. Tô Nhiễm cười mang theo vài phần ngây ngô, chị. Em không sao đâu. Lúc trước em đã khiến chị lo lắng rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không sao, chỉ cần em an toàn trở về, thì chị đã rất vui rồi. Tô Yên sờ sờ cánh tay Tô Duy, rất rắn chắc, tốt lắm, lúc trước người thông báo cho chị biết là em đúng không? Đúng ạ, Tô Duy nói, Lệ Quốc Minh canh giữ, em rất khó thoát đi, cũng chỉ có thể dùng cách đó để nhắc nhở chị thôi, chị, em không nhận ra Lệ Quốc Minh. Tất cả chỉ để lừa ông ta mà thôi, bởi vì em biết ông ta còn đang cất giấu một lô hàng. Nếu lô hàng này thâm nhập vào thị trường thì không biết sẽ có bao nhiêu gia đình bị ngộ độc. Em ở lại bên cạnh ông ta cũng chỉ vì muốn tìm ra tung tích của lô hàng này, nhưng đáng tiếc là, em vẫn chưa tìm ra được lô hàng đó. Tốt lắm, chị biết Tiểu Duy của chị không phải người không phân biệt được đúng sai. Tô Yên rất vui mừng, sau này đừng làm như vậy, việc này quá nguy hiểm, trong khoảng thời gian này. Chị đã rất lo lắng cho em. Rất xin lỗi chị. Tô Duy áy náy nói, sau này em sẽ không làm vậy nữa, mà em phải nói chị trở thành tội phạm giết người, đây là chuyện gì vậy? Đây đều là do Tần Nhã Hân hãm hại. Tô Yên lôi kéo Tô Duy ngồi xuống, giải thích đại khái, chỉ cần bắt được Tần Nhã Hân, thì chị có thể báo thù cho mẹ chồng, nghi ngờ về chị cũng có thể xóa bỏ. Tần Nhã Hân người này xảo quyệt, thâm độc tàn nhẫn, Chu An bắt nạt cô ta. Cô ta lại trực tiếp dội nước lên người chú A, bây giờ lại giết người, chị, em lo sợ cô ta sẽ lại làm tổn thương chị. Chị còn đang sợ cô ta trốn tránh không dám xuất hiện đây. Tô Yên cười lạnh, nói chỉ cần cô ta dám tới thì chị và anh rể của em sẽ để cô ta có đến nhưng không có về. Tô Duy gấp gáp hỏi, chị, có phải chị đang có kế hoạch gì không? Chị với anh rể của em quả thực có một kế hoạch. Tô Yên nói được nửa chừng. Đột nhiên ngừng nói, Tiểu Duy, em cũng đừng quan tâm những chuyện này nhiều, chị sẽ xử lý, bây giờ em đã trở về rồi, viên đá trong lòng chị cũng rơi xuống rồi, sau này cứ ở lại nơi đây đi, đừng có chạy lung tung nữa. Vâng, Tô Duy cười nói, chị à, em là người thân duy nhất của chị, sau này cũng chỉ có thể dựa vào chị. Tiểu Duy, em và Lâu Doanh. Chị, em biết rồi. Tô Duy ngắt lời Tô Yên, nhưng trong lòng em, chị mới là chị của em. Tô Duy và Lâu Doanh cũng không có cảm xúc gì, hai người đột nhiên nhận ra nhau, điều này quả thực rất đột ngột. Tiểu Duy, thật ra em còn có một người thân nữa. Tô Yên nói, mẹ chị vẫn còn sống. Mẹ vẫn còn sống. Tô Duy kinh ngạc, cậu ta được Lệ Uyển đưa về nhà họ Tô, dù biết người đó không phải mẹ đẻ của mình nhưng trong thâm tâm của Tô Duy, cậu ta vẫn luôn coi Lệ Uyển như mẹ đẻ của mình. Ừ, vẫn còn sống. Tô Yên siết chặt cánh tay Tô Duy nói. Khi nào rảnh chị sẽ dẫn em đi gặp bà ấy, chắc hẳn bà ấy vẫn đang ở Đế Đô. Tần Chấn Lâm đã gặp Lệ Uyển, vậy chắc hẳn Lệ Uyển vẫn đang ở Đế Đô. Ông cụ Lục đột nhiên từ trên tầng đi xuống, Tiểu Yên, đám cưới của con với Tiểu Phong chuẩn bị thế nào rồi? Ngày cưới là thứ bảy tuần sau hả? Ông nội, Lục Cận Phong anh ấy vẫn đang chuẩn bị. Tô Yên nói, ngày cưới là thứ bảy tuần sau, thiệp mời đã gửi đi hết rồi ạ.
Tô Yên và Lục Cận Phong không có nói cho ông cụ Lục biết về chuyện đám cưới giả này, bọn họ không muốn để ông cụ lo lắng. Chương 372, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Tô Yên gật đầu nói, chỉ là thứ bảy tuần sau, Tiểu Duy. Lời còn chưa kịp nói hết, một giọng nói khóc lóc từ bên ngoài truyền đến. Cha, cha mau cứu Tiểu Mẫn đi, đây chính là cháu trai ruột của cha đấy. Là Lục Gia Hành đến. Tô Yên cau mày nói với Tô Duy, Tiểu Duy, em lên tầng nghỉ ngơi trước đi, tí nữa nói chuyện sau. Vâng. Tô Duy nghe Tô Yên nói, lập tức đi lên tầng. Khi đến bậc cầu thang, cậu ta quay đầu lại liếc nhìn phòng khách, ánh mắt giấu giếm. Lục Thừa Mẫn bị giam giữ, chờ ngày tuyên án, Lục Gia Hành làm sao có thể ngồi yên một chỗ được, chỉ có thể táo tợn mặt dày đến nhà họ Lục. Lục Gia Hành bật khóc nước mắt chảy đầy mặt, ngay khi vừa tiến vào phòng khách thì lập tức quỳ gối trước mặt ông cụ Lục, cha, cha mau cứu Tiểu Mẫn đi, con chỉ có mỗi đứa con trai như vậy thôi, nó chảy dòng máu của nhà họ Lục đó. Vừa tới đã chơi bài tình thân, ông cụ Lục làm sao có thể chống đỡ được. Nhưng Tô Yên ở bên lại cười lạnh một tiếng, nói có điều này thật đúng làm người ta cảm thấy kỳ lạ, con cháu nhà họ Lục đều có xuất thân từ gia đình danh giá, nhưng tại sao đến đời chú hai, lại có thể sinh ra một người tàn nhẫn và máu lạnh như thế, việc này sao có thể xem được, cũng không giống với phong cách của nhà họ Lục. Ngụ ý, ám chỉ là Lục Thừa Mẫn không phải người nhà họ Lục. Lục Gia Hành bị lời nói này khiến cho tức giận, nhưng ông ta cũng không dám làm gì Tô Yên. Lục Gia Hành quỳ gối trước mặt ông cụ Lục, siết chặt lấy tay ông cụ Lục, tự trách tự cảm thấy có lỗi nói cha, tất cả đều do con không biết dạy dỗ con, nhưng cha là người nhìn Tiểu Mẫn lớn lên, quả thực nó có phân chia cao thấp tranh giành với cháu trai cả, nhưng cái đó cũng là cạnh tranh lành mạnh, cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của nhà họ Lục, từ lần trước Tiểu Mẫn đã biết mình sai rồi, lần này nhất định là do Lê Lan đó xúi giục. Đúng là cái mồm lẻo mép, cạnh tranh lành mạnh ư. Đã náo loạn đến nỗi mất mạng người rồi, vẫn còn mặt mũi để nói những lời này. Trong lòng Tô Yên vô cùng tức giận, sắc mặt không tốt, giọng điệu càng thêm trầm trọng, chú hai quả thực không biết cách dạy dỗ con trai mình, mẹ chồng con có tấm lòng tốt bụng nhưng chỉ vì sự cạnh tranh lành mạnh trong miệng chú hai mà đã mất mạng, đầu bẩy vẫn chưa qua, thi thể vẫn chưa lạnh, vậy mà chú hai nói những lời này thật khiến người ta khâm phục mà. Khi Tô Yên nhắc đến cái chết của Trần Tố Anh, ông cụ họ Lục cũng có chút tỉnh táo lại, nói, Gia Hành, lần này không ai có thể cứu được Lục Thừa Mẫn cả, từ hôm nay trở đi, tên của Lục Thừa Mẫn sẽ bị gạch bỏ khỏi gia phả này, từ nay về sau nhà họ Lục không có người này, cho dù nó có vào tù để chuộc tội hay bị bắn để chuộc tội, cũng không liên quan gì đến nhà họ Lục. Cha, cha không thể làm như vậy, Tiểu Mẫn là cháu trai ruột của cha, khi Tiểu Mẫn mới sinh ra, cha là người đầu tiên ôm nó vào lòng mà. Lục Gia Hành vội vàng nói, cha, con đã mất gần 30 năm để nuôi dạy nó, trên thế gian này, không có người cha nào bỏ ra nhiều công sức như vậy để đào tạo ra một tên tội phạm giết người, nó có lỗi. Chú hai, không phải có lỗi, mà là có tội. Tô Yên ngắt lời Lục Gia Hành, nói, từ xưa đến nay, giết người thì phải đền mạng. Tô Yên, Lục Gia Hành không còn kiềm chế được cảm xúc của mình, giống lên, mày con phụ nữ độc ác này. Chẳng lẽ mày thật sự muốn mạng của Tiểu Mẫn thì mới cam tâm sao? Tạo sao tâm tư của mày lại ác độc như vậy? Chỉ cần tôi có thể lấy lại công bằng cho mẹ chồng của tôi, thì tôi có là kẻ ác độc cũng không sao. Tô Yên cũng không chịu thua kém, lạnh lùng quay lại, nếu Lục Thừa Mẫn anh ta không làm vậy, thì luật pháp đương nhiên sẽ trả lại sự trong sạch cho anh ta, chứ chú hai không cần thiết phải đến đây chơi bài tình thân, làm ông cụ khó xử đâu. Cảnh sát bên kia đã thẩm qua rồi. Lục Thừa Mẫn một mực khẳng định rằng chính Tần Nhã Hấn tìm người giết chết Trần Tố Anh, không liên quan gì đến anh ta hết. Nhưng chuyện lớn như vậy, hai người bọn họ sợ là ngày một ngày hai còn chưa có dự định, Lục Thừa Mẫn nói không tham gia thì ai mà tin được. Lê Lan cũng bị giam ở bên trong, lúc Tứ Bảo bị bắt cóc, Lê Lan đã nhìn thấy người bắt cóc đứa nhỏ đi, nhưng lại lấy đó làm vật thương lượng, muốn trở thành người phụ nữ của Lục Cận Phong. Lúc đầu Tô Yên và Lục Cận Phong còn tưởng rằng Lê Lan và Lục Thừa Mẫn cùng một nhóm, nhưng bây giờ xem ra Lê Lan có lẽ cũng chỉ là quân cờ của Lục Thừa Mẫn thôi. Lục Thừa Mẫn kiêu căng ngạo mạn, làm sao lại có thể tìm một giáo viên bình thường như vậy làm bạn gái của mình, thật ra bây giờ nghĩ lại, cũng có thể đoán được ý đồ của Lục Thừa Mẫn. Lê Lan là giáo viên của Hạ Phi, ngay từ đầu, Lục Thừa Mẫn lẽ ra định bắt cóc Hạ Phi đi. Tô Yên không chút nhân nhượng nào. Trực tiếp vạch trần suy nghĩ của Lục Gia Hành.
Lục Gia Hành cố ý chọn lúc Lục Cận Phong không có nhà để đến cầu xin ông cụ Lục, nhưng ông ta quên rằng vẫn còn một Tô Yên, miệng của Tô Yên còn độc hơn Lục Cận Phong. Ông cụ Lục có thể sẽ bị vài ba câu của Lục Gia Hành thuyết phục, mềm lòng, nhưng có Tô Yên ở đây, đừng mong lừa được ông cụ Lục. Trong mắt Lục Gia Hành xẹt qua một trận hận thù mạnh mẽ, ông ta thực sự hận Tô Yên đến tận xương tủy. Tô Yên, ngoài miệng con cứ mở miệng gọi một tiếng chú hai, nhưng từng lời từng chữ lại muốn cắt đứt dòng dõi này của người chú này, con quá nhẫn tâm và máu lạnh rồi. Tô Yên nhìn thấy hận ý trong mắt Lục Gia Hành, nói, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, nếu không gió xuân thổi qua nó lại mọc lên, người xưa chân thành tôi không động tới, nhưng lần trước tôi đã quá nhân từ với các người rồi. Tô Yên, Lục Gia Hành căm hận chỉ vào Tô Yên tức giận nói, bọn mày chỉ muốn chi thứ hai bọn tao không con không cháu thôi, Tô Yên, bây giờ mày hiên ngang lẫm liệt. Nhưng một ngày nào đó, tao nhất định sẽ tận mắt chứng kiến, khi người thân của mày phạm pháp, làm những điều sai trái, thì mày còn có thể chân chính đẩy chết người thân của mày hay không? Đối xử bình đẳng. Tô Yên đáp bốn chữ. Lục Gia Hành không nói được lời nào nữa, lúc ông ta rời đi, ông ta nhìn về phía ông cụ Lục, nói cha, chính cha đã ép chi thứ hai bọn con vào chỗ chết. Vứt câu nói này xong, Lục Gia Hành rời đi, từ đó về sau, không có ai gặp lại Lục Gia Hành nữa. Tô Yên nhìn về phía ông cụ Lục, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, tinh thần của ông cụ Lục cũng rất tệ, sức khỏe thân thể cũng không được tốt, đều là Sa Thành Nghị sắc thuốc đông y cho ông cụ Lục điều trị. Hai mắt ông cụ Lục ngơ ngác nhìn về hướng Lục Gia Hành rời đi, trong tay cầm chặt cây gậy, các vết đồi mồi trên mặt ông cụ tăng lên rất nhiều, nhìn già đi rất nhiều. Ông nội, cháu đỡ ông về phòng nghỉ ngơi. Ông cụ Lục lắc đầu nói, Tiểu Yên, con đi chăm sóc bọn nhỏ đi. Không cần để ý đến ông đâu, ông ngồi đây một chút. Ông nội. Lúc này Tô Yên đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, lập tức vội vàng lên tầng xem. Trong phòng em bé. Hạ Phi ôm lấy tứ bảo từ trong tay Tô Duy, chú, để con chăm sóc cho em trai. Nói là ôm, nhưng tư thế hơi giống cướp lấy. Tô Duy cau mày nói, Hạ Phi, chủ chỉ muốn nhìn thấy em trai thôi mà. Sao vậy? Tô Yên bước vào. Tứ Bảo đã ngừng khóc khi đến nằm trong vòng tay của Hạ Phi. Tô Duy nói chị, vừa rồi em mới ôm Tứ Bảo một lúc, không biết vì sao, đột nhiên nó lại khóc. Để chị nhìn xem có phải là đi tiểu hay đói bụng không. Tô Yên kiểm tra tã lót, tất cả đều sạch sẽ, nói, vậy chắc hẳn là đói bụng thôi, Hạ Phi, con pha 60ml sữa bột cho em trai đi. Hạ Phi nói, mẹ, giờ cơm của em trai vẫn chưa tới mà, con mang em ra ngoài chơi trước đây. Thật ra Tứ Bảo không hề khóc khi nằm trong vòng tay của Hạ Phi, Tô Yên biết đứa nhỏ này không phải đói bụng, nó chỉ đơn thuần không thích Tô Duy mà thôi, những lời này cô nào có gan dám nói ra, vậy mới có thể tìm một cái cớ như thế. Mà cô lại phát hiện, Hạ Phi dường như rất giống có ác cảm với Tô Duy. Chương 374, cẩn thận động thai khí. Lãnh Phùng uống vài ly rượu. Nói không cam tâm, trong lòng anh ta chắc chắn là có, nhưng buồn phiền thì đúng hơn. Hai lần tỏ tình không thành, còn bị hiểu nhầm là thích đàn ông, lần này thì còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Đột nhiên, Lãnh Phùng chợt bừng tỉnh, ánh mắt quét về phía Vạn Nhất, Lâu Doanh hiểu lầm tôi thích đàn ông, là do cậu dở trò à? Lãnh Phùng còn nhớ anh ta đã từng đưa Lâu Doanh đến hiện trường để điều tra vụ án, lúc đó Vạn Nhất cũng đi cùng, sau này Lâu Doanh thường nói những điều mà anh ta không hiểu, giờ thì anh ta đã hiểu rồi. Sau lần đó... Vạn Nhất luôn đến cục đưa đồ ăn và chăm sóc cho anh ta. Hai người đàn ông, không tránh khỏi bị mọi người hiểu lầm. Vạn Nhất tức giận sờ mũi, nói, Lãnh Cục Băng, tôi thực sự không có ý muốn hãm hại cậu, là do não của Lâu Doanh có vấn đề, tôi có giải thích rồi, nhưng cô ấy không tin. Sắc mặt Lãnh Phùng lạnh lùng, uống liên tiếp mấy ly, ngày cậu đi ở rể, tôi nhất định sẽ đến chung vui. Không vấn đề. Vạn Nhất mỉm cười. Giống như một vị công tử tuấn tú bước ra từ trong tranh, rót rượu cho Lãnh Phùng, người anh em, tôi kính cậu một ly. Uống xong, Lãnh Phùng hỏi, trước đây tôi thấy cậu không hề để tâm đến Lâu Doanh, từ bao giờ cậu lại động lòng với cô ấy? Từ khi nào? Vạn Nhất lẩm bẩm những lời này, nhớ tới từ lúc mới quen biết đến nay, lần nào họ gặp mặt cũng cãi nhau, đánh nhau chí chóe, người bị thương luôn là anh ta. Khi Lưu Sương Hòa dẫn người đến bao vây bọn họ, Lâu Doanh rõ ràng đã có cơ hội chạy thoát nhưng cô ta lại không làm vậy. Có lẽ, đó chính là lúc anh ta rơi vào bẫy. Cô ấy ngang ngược và ngông cuồng, giống như mặt trời nóng bỏng.
Bất cứ nơi nào cô ấy đi qua, cô ấy đều tỏa sáng đến chói mắt và khiến người ta cảm thấy có sức sống. Sau đó, Vạn Nhất rời đi, những gì hai người nói tối nay cũng sẽ trở thành bí mật của hai anh em họ, không có người thứ ba nào biết được. Vạn Nhất quay lại xe và thấy Lâu Doanh đã biến mất, trên xe chỉ còn lại một chiếc còng tay trống trơn. Một chiếc còng tay thực sự không thể giữ được Lâu Doanh. Vạn Nhất không khỏi kinh ngạc, anh ta cất cái còng đi, khóe miệng hơi nhếch lên. Hết việc, về nhà đi ngủ thôi. Nhà cũ của nhà họ Lục. Lâu Doanh lặng lẽ đi vào phòng, không đi qua cửa chính mà đi vào qua cửa sổ. Ngay khi chân vừa chạm đất, có tiếng cạch cạch, tiếng công tắc, căn phòng sáng bừng. Bạch Phi Minh mặc đồ ngủ, uống trà, ngồi ở trên sofa cậu đã về. Cái tư thế kia chẳng khác nào cha mẹ bắt quả tang con đi chơi đêm về muộn. Phi Minh, Lâu Doanh nở một nụ cười và nói một cách quyến rũ, cậu vẫn chưa ngủ à? Mình sợ rằng hai chiếc thuyền của các cậu sẽ bị lật, cho nên mình đang đợi ở đây. Bạch Phi Minh hỏi, buổi hẹn hò kết thúc rồi à? Đến người mình còn chẳng nhìn thấy, bị gà luộc phá đám, thôi không nói nữa, mình buồn ngủ chết mất, mình đi ngủ đây. Nói xong, Lâu Doanh chui vào chăn và ngủ thiếp đi. Giọng của Bạch Phi Minh từ bên ngoài chăn bông. Chẳng phải cậu ghét nhất loại người như Vạn Nhất sao? Lâu Doanh vén chăn bông lên, bắt gặp ánh mắt của Bạch Phi Minh, Bạch gà luộc thật là đáng ghét, mình đi ăn cơm với đội trưởng Lãnh, anh ta còng tay mình lại, lá gan cũng quá là to đi, xem ra mình phải xem xét lại cách quản lý hậu cung rồi, nếu không sau này đến khi mình làm chủ cái nhà này thì anh ta leo lên làm ông trời mất. Cái nhà này, trong tiềm thức Lâu Doanh đã coi Vạn Nhất là của riêng mình. Bạch Phi Minh thật sự rất khó thích ứng loại tương phản này. Lúc trước thì muốn đánh muốn giết, bây giờ lại coi người ta là của riêng mình. Hai mối quan hệ này, không phải chạm đến ranh giới mà đã trực tiếp vượt qua nhau rồi. Mình đi rửa mặt đây. Bạch Phi Minh đặt tách trà xuống, nói, nhân tiện, Lâu Doanh à, mình muốn chuyển khỏi nhà họ Lục. Hôm nay mình đi tìm một căn nhà, mình đã thuê rồi. Được, vậy ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi. Lâu Doanh không hỏi tại sao lại chuyển đi, hai người vẫn ngầm hiểu nhau. Sống trong nhà họ Lục thực sự không tốt chút nào. Hai người nói rằng họ sẽ chuyển đi. Ngày hôm sau khi ăn sáng, cô ta giải thích cho Tô Yên về việc chuyển nhà, Tô Yên hiểu và cũng không ngăn cản cô ta. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đã chuyển ra ngoài sống, Tô Duy thì muốn sống ở nhà họ Tô thay vì nhà họ Lục, trong lòng Tô Yên cũng cảm thấy có chút mất mát. Đám cưới của Tô Yên và Lục Cận Phong gần như đã sẵn sàng, và tin tức đã lan truyền đi khắp nơi. Lục Cận Phong và Lãnh Phùng lập một số kế hoạch để bắt được con mồi ở hiện trường đám cưới. Ít ai biết rằng đám cưới này là giả trừ Lâu Doanh, Bạch Phi Minh, và người còn lại là Vạn Nhất và Tô Duy. Thời gian trôi thật nhanh. Trong nháy mắt, đã đến đêm trước ngày tân hôn. Ở thành phố lân cận. Trong một tòa nhà nhỏ kiểu Tây, Tần Nhã Hân tức giận đập phá mọi thứ. Họ sắp kết hôn. Mọi thứ tôi đã làm đều là vô ích. Chương 375, đầu óc yêu đương không làm nên sự nghiệp. Chu An rất kiên nhẫn đặt từng thứ đồ trên mặt đất về vị trí ban đầu, bởi vì phần chân bị bỏng, vẫn chưa khỏi hẳn nên dáng đi có chút kỳ lạ. Tần Nhã Hân nhìn thấy Chu An là tức giận. Cút cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Lúc bị Lâu Doanh truy đuổi trong nhà máy bỏ hoang, Tần Nhã Hân vượt qua đường sắt, gặp được Chu An đến giúp đỡ cô ta, lúc này cô ta mới thoát được. Nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng gì đến thái độ chán ghét như trước đây của Tần Nhã Hân đối với Chu An. Khi biết đã mang thai con của Chu An, cô ta càng thêm chán ghét Chu An đến cực điểm. Mấy lần Tần Nhã Hân muốn bỏ đứa bé này đi đều bị Chu An ngăn cản. Cô hai, tôi biết cô ghét tôi, nhưng bảo tôi đi, việc này là không thể nào, vì vậy cô phải quen dần, tôi bắt buộc phải bảo vệ con của tôi, cô dám làm hại nó, tôi nhất định sẽ khiến cô biết thế nào là hối hận, không tin. Cô có thể thử xem. Ánh mắt Chu An nham hiểm, hoàn toàn không phải nói đùa hay hù dọa Tần Nhã Hân. Chu An, anh là tên khốn kiếp. Tần Nhã Hân tức tới mức giơ tay muốn đánh. Chu An ngăn tay cô ta lại, âm lượng cao thêm mấy phần, cô hai, vì một tên Lục Cận Phong, cô hoàn toàn điên rồi, dù cô có giết chết Tô Yên, giết chết tất cả người nhà họ Lục thì Lục Cận Phong cũng sẽ không liếc mắt nhìn cô một cái. Tần Nhã Hân gần như điên cuồng, tôi không cần. Anh ấy hận tôi cũng được, tôi sẽ khiến anh ấy mãi mãi nhớ đến tôi, không làm được bạch nguyệt quang trong lòng anh ấy, vậy tôi sẽ trở thành một cái gai trong lòng anh ấy, khiến anh ấy đau đớn. Không chịu tỉnh ngộ, Chu An lấy dây thừng,
trói chân tay của Tần Nhã Hân vào, khi nào đứa bé được sinh ra, thì khi đó tôi sẽ cởi dây thừng. Chu An, vậy mà anh lại dám giam cầm tôi, mau thả tôi ra. Tần Nhã Hân chống cự giãy giụa, phẫn nộ quát mắng, khốn kiếp, thả tôi ra, anh có còn là đàn ông không, dùng cách này để ép tôi sinh con cho anh nằm mơ đi. Bước đi của Chu An có chút khập khiễng, là cô nên tỉnh táo lại rồi, sau khi ông chủ Tần mất, cô càng ngày càng trở nên hung hăng càn quấy, làm việc không dùng não, bây giờ dưới sự chỉ huy của cô, địa sát đã biến thành cái gì rồi. Người đều sắp đi hết rồi, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, mở rộng sự nghiệp cho thật tốt thì không làm, cô lại đặt tâm tư lên một người đàn ông đến liếc nhìn cô cũng không nhìn, cô chính là một kẻ điên. Tôi chính là một kẻ điên, tôi cam tâm tình nguyện. Tần Nhã Hân vô cùng tức giận oán trách, Chu An, anh ép tôi sinh ra cũng vô dụng, dù cho sinh ra rồi, chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ bóp chết nó. Cô cứ thử xem. Đôi mắt Chu An đỏ tươi, rút con dao ra, hung ác cắm vào trên tủ đầu giường. Tần Nhã Hân bị dọa sợ một trận, trong lòng lộp bộp một cái. Chu An nhìn chằm chằm cô ta, nói, cô dám làm hại con trai tôi sẽ phế cô. Chu An hiểu tính cách của Tần Nhã Hân, làm một con chó nghe lời. Dù anh ta nghe lời đến chết, Tần Nhã Hân cũng sẽ không nhìn anh ta một cái. Nếu làm chó nghe lời không được, vậy thì lấy bạo trị bạo, hù dọa Tần Nhã Hân cũng được. Tần Nhã Hân nuốt nước bọt, nói Chu An, muốn tôi không làm hại con trai anh cũng được, anh thay tôi đi giết Tô Yên, anh ấy không cần tôi, vậy tôi sẽ phá hủy những gì anh ấy yêu thương, để anh ấy đau khổ một đời, chỉ cần anh làm được, đừng nói một đứa con, anh muốn bao nhiêu đứa, tôi sinh cho anh bấy nhiêu. Chu An. Phụ nữ lật mặt giống y thời tiết thay đổi. Được. Chu An nói, hôn lễ lần này chắc chắn có điểm kỳ lạ. Trần Tố Anh vừa chết, dù cho Lục Cận Phong và Tô Yên có vội vàng đi nữa, cũng sẽ không chọn tổ chức hôn lễ vào thời điểm này. Hôn lễ này, là nhắm vào cô. Tần Nhã Hân nghe không lọt tai lời của Chu An, nói anh chính là sợ rồi, anh so với Lục Cận Phong, đến đầu ngón chân cũng không bằng, đế đâu có một tục lệ, trong nhà có người thân qua đời. Nếu trong vòng một tháng không kết hôn, vậy thì chỉ có thể lại đợi thêm 3 năm này là thời gian thủ tang. Chu An nhíu mày, sao tôi chưa nghe qua bao giờ? Tần Nhã Hân hừ lạnh, anh cũng không phải người đế đô, nhà có người già bề trên, kết hôn trong vòng một tháng, cũng được gọi là sung hỉ, để tránh người già trong nhà xảy ra chuyện, người đế đô đặc biệt mê tín những điều này. Chu An, ngày mai, tôi muốn nhìn thấy thi thể của Tô Yên, tận mắt nhìn thấy. Sự hận thù của Tần Nhã Hân đối với Tô Yên đã mãnh liệt đến mức mấy đời cũng không có cách nào xóa nhòa được. Được, tôi đồng ý với cô. Đế đô, nhà cũ nhà họ Lục. Sau khi Tô Yên dỗ con ngủ, không thấy Lục Cận Phong trong phòng bèn đi tìm một vòng thì thấy anh ở sân sau. Tay Lục Cận Phong cầm theo chai rượu, một mình ngồi dưới giàn nho uống rượu giải sầu. Trên đầu Lục Cận Phong vẫn quấn băng gạc, là vết thương lưu lại từ trận chiến với sư tử Đực lần trước. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, dáng vẻ của Lục Cận Phong vừa đơn độc vừa lẻ loi. Sao vậy? Tô Yên bước đến, ngồi xuống bên cạnh Lục Cận Phong. Yên Yên, hôn lễ mẹ chuẩn bị cho chúng ta, tất cả đều chuẩn bị ổn hết rồi, chỉ có điều, bà ấy không có cách nào tận mắt nhìn thấy em mặc váy cưới, uống trà con dâu dâng lên. Trần Tố Anh lúc sinh thời luôn chuẩn bị sửa soạn hôn lễ cho hai người, không để hai người phải bận tâm, việc từ nhỏ đến lớn, đều là tự tay Trần Tố Anh làm. Mắt Lục Cận Phong ươn ướt, anh ngửa đầu uống rượu, nén lại nỗi đau nơi đáy lòng. Sau khi Trần Tố Anh mất, đây là lần đầu tiên Lục Cận Phong lộ ra sự đau buồn trước mặt Tô Yên. Anh là trụ cột trong nhà, trên có người già dưới có trẻ nhỏ, là một người đàn ông, anh không có tư cách đau buồn. Tô Yên xót xa, Lục Cận Phong. Cô cùng anh đi đến ngày hôm nay, hai người có vui vẻ hòa hợp, có cãi vã xung đột, cô từ một kẻ đáng thương bị Tần Phương Linh và Tô Vân chèn ép. Bị Sở Hướng Nam vứt bỏ, đến ngày nay trở thành mợ cả nhà họ Lục mà người người ngưỡng mộ, tất cả những điều này đều là Lục Cận Phong cho cô. Anh luôn cho cô kẹo ăn, không nỡ để cô nếm chút vị đắng nào. Anh cho cô toàn bộ sự tín nhiệm. Tô Yên cúi người, hôn lên trán Lục Cận Phong, ôm lấy đầu anh dựa vào lòng mình, chỉ cần người một nhà chúng ta đều ổn, mẹ ở trên trời có linh thiêng, cũng nhất định vui mừng cho chúng ta. Lục Cận Phong ôm eo Tô Yên, nặng nề thở dài, nhắm mắt. Hưởng thụ sự yên tĩnh này. Nhưng cuối cùng, sự yên tĩnh này bị một cú điện thoại phá vỡ. Là điện thoại của bộ phận thông tin ám dạ gọi đến, Lục Cận Phong không thể không nhận. Sau khi kết thúc cuộc gọi, vẻ mặt của Lục Cận Phong nghiêm trọng thêm vài phần,
Ông xã, sao vậy? Thiên Lang bị người khác hợp nhất rồi. Hợp nhất? Tô Yên vô cùng kinh ngạc, là Ngô Sở Long hay là Lương Văn Dũng? Lục Cận Phong lắc đầu, đều không phải, là một người anh tạm thời chưa tìm ra được điểm mấu chốt, cũng chưa có ai từng thấy qua diện mạo thật sự của anh ta, chỉ biết là một người rất trẻ, có thể hợp nhất một Thiên Lang chia năm xẻ bảy, người này, không thể coi nhẹ. Lục Cận Phong càng lo lắng hơn là, ai sẽ tiếp nhận một Thiên Lang sắp tan rã. Lần này Lệ Quốc Minh không nghĩ đến rồi, nền móng mấy chục năm của Thiên Lang, không phải một sớm một chiều là có thể làm tan rã, tốt xấu gì Thiên Lang cũng là một miếng thịt, người muốn ăn nó sợ là không ít. Tô Yên khoác lấy cánh tay Lục Cận Phong, nói, dù là ai đã hợp nhất Thiên Lang, chỉ cần Lệ Quốc Minh vẫn bị giam, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Yên Yên nói đúng. Khóe miệng Lục Cận Phong cong lên, hiện giờ Thiên Lang đã đổi tên thành Vương Bài, có lẽ thật sự giống như em nói, chỉ là bị một kẻ hy vọng đạt được thế lực còn sót lại của Thiên Lang hợp nhất, có hàng trăm hàng nghìn tổ chức trong giới, Vương Bài muốn thể hiện tài năng, trong một thời gian ngắn là không thể nào. Chương 376, đã tung lưới ra. Đêm ngày một sâu, gió đêm thổi qua, vẫn còn hơi lạnh. Tô Yên vô thức xoa tay vào cánh tay. Chỉ một cử động nhỏ nhưng đủ để Lục Cận Phong nhìn chăm chú, anh cởi áo khoác của mình rồi phủ lên người Tô Yên, em vào nhà nghỉ trước đi, anh ngồi ở đây thêm một chút. Em muốn ở đây với anh. Tô Yên xắn tay áo của Lục Cận Phong lại, anh nói xem, ngày mai Tần Nhã Hân sẽ đến chứ. Trong lòng Tô Yên vẫn cứ bồn chồn, không chắc chắn được Tần Nhã Hân có tới hay không. Tần Nhã Hân suýt chút bị bắt, Lục Thừa Mẫn bị sa lưới, Lạc Gia Bách bị diệt khẩu. Trên người cô ta đã gánh hai cái mạng gồm của Lạc Gia Bách và Trần Tố Anh, chứ đừng nói chi tới chuyện bắt cóc Hạ Vũ Mặc và bé Tư lúc trước. Cho dù là chuyện nào cũng đủ để Tần Nhã Hân chịu một súng chết tươi. Ánh mắt Lục Cận Phong u ám nhìn về phía xa, cô ta nhất định sẽ tới. Nhà họ Tô. Tô Đình Nghiêm ngủ một giấc, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, ông ta đi vào nhà vệ sinh xong thì đột nhiên không còn buồn ngủ nữa, đành xuống lầu tìm chút đồ ăn. Một cơn gió mạnh từ cổng thổi tới, Tô Đình Nghiêm run lẩy bẩy vì lạnh, ông ta thấy cửa lớn vậy mà không có đóng, hoàn toàn không ngờ đến. Trước khi ngủ, ông ta nhớ rõ là mình đã đóng cửa rồi. Tô Đình Nghiêm khoác thêm quần áo, đi qua đóng cửa lại, bất chợt trên cửa xuất hiện một cái tay. Úi, ma! Tô Đình Nghiêm bị dọa sợ nhảy dựng lên. Là tôi! Tô Duy đẩy cửa đi vào, mặc áo khoác màu xanh đậm, rất có dáng vẻ đàn anh ở bến Thượng Hải. Áo khoác bị gió thổi bay phấp phới. Tô Đình Nghiêm ngẩng đầu nhìn Tô Duy, ông ta có loại cảm giác như đám sói con đã trưởng thành. Tô Duy không còn là chàng trai có vẻ bệnh tật nằm trên giường nữa, cậu ta đã trở nên thành thục, trong ánh mắt lộ ra dáng vẻ người đàn ông tàn nhẫn. Chỉ chớp mắt một cái, chờ khi Tô Đình Nghiêm nhìn tới lần nữa đã không còn cái gì. Tô Đình Nghiêm cảm thấy chắc là ảo giác của mình, cũng không nghĩ nhiều. Hơn nửa đêm, mày còn ra ngoài làm gì? Tô Đình Nghiêm trách mắng, còn ăn mặc thành như vậy, có phải lại đi đua xe không? Câu nói này đủ khiến sắc mặt Tô Duy thay đổi, bởi vì trước kia, cũng chỉ có Tô Yên là dùng giọng điệu này nói như thế. Chơi hai vòng. Tô Duy cũng không bác bỏ, cởi áo khoác ngoài ra, nói, ngày mai chị sẽ cử hành hôn lễ, tôi đi chuẩn bị chút quà tân hôn cho chị. Coi như thằng nhóc mày có lương tâm, chị mày không uổng công thương mày. Tô Đình Nghiêm nói, đúng rồi. Mày ăn ở đây của tao, ở của tao, nhưng không có chuẩn bị chút gì cho tao à? Không có. Tô Duy liếc nhìn Tô Đình Nghiêm, bây giờ ông là một người cô đơn, nếu tôi không ở cùng ông, vậy ông bệnh chết ngày nào cũng không ai hay biết đó. Thằng nhóc chết tiệt, mày còn nguyền rủa cha mày à? Tô Đình Nghiêm tức giận tới dựng râu, trợn tròn mắt, chị em hai đứa mày, một đứa lại một đứa càng chọc tao tức hơn, không thể nói lời nào tốt đẹp chút à? Tao nuôi hai chị em mày lớn. Không có công lao cũng có khổ lao, cả đám đều là sói mắt trắng. Ông dung túng hai mẹ con Tô Vân và Tần Phương Linh làm chuyện đó với chị tôi, chẳng qua chị tôi không tính hiềm khích lúc trước, nhưng tôi thì vẫn nhớ rõ đấy. Tô Duy hừ lạnh một tiếng, tôi có thể ở đây chăm sóc ông nên vui mừng đi, đừng có được lợi còn khoe mẽ, ông không có con cái, nói không chừng sau này tôi còn có thể lo ma chay dưỡng già cho ông đấy. Tô Đình Nghiêm. Cho dù là đứng trước mặt Tô Duy trước kia hay Tô Duy bây giờ, Tô Đình Nghiêm đều không có được bất cứ lời tốt đẹp nào từ miệng của cậu ta. Chỉ là bây giờ tuy lời nói khó nghe nhưng cũng không còn dáng vẻ nghiêm nghị như trước kia, hở một chút là quát với ông ta, gọi thẳng tên ông ta. Tô Duy đi lên lầu,
Tô Đình Nghiêm nói, có muốn ăn khuya hay không, vừa khéo tao đói bụng, nấu hơi nhiều sẵn đưa lên phòng cho mày luôn. Không cần. Tô Duy đứng ở bậc cầu thang, nhìn Tô Đình Nghiêm, tốt nhất ông cũng đừng ăn, tuổi đã cao, ăn uống không có giờ giấc, cẩn thận vào bệnh viện đấy. Mặc dù lời nói khó nghe nhưng ý nghĩa bên trong lại là quan tâm. Tô Đình Nghiêm muốn nói cái gì đó nhưng tới bên miệng vẫn không thể nói ra, cuối cùng cũng không ăn nữa. Tô Đình Nghiêm cho rằng Tô Duy nói cũng đúng, ông ta không có con cái, mặc dù Tô Duy không phải con của ông ta, nhưng vẫn đang giữ họ Tô, nói không chừng sau này có thể giúp lo ma chay khi ông ta về già, thật đúng là chỉ có thể trông cậy vào Tô Duy. Ngày hôm sau, sau khi trời sáng, Tô Yên ăn bữa sáng xong là bắt đầu trang điểm, sau đó đi đến khách sạn, cũng chính là nơi diễn ra lễ cưới chính thức. Đây vốn là một buổi lễ bổ sung, cũng là vì đặt bẫy Tần Nhã Hân, nên không để ý tới những lễ nghi phiền phức, tất cả đều được giản lược bớt. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đi cùng Tô Yên tới khách sạn, bên trong áo cưới Tô Yên có dấu tai nghe, có thể liên hệ cùng Lục Cận Phong bất cứ lúc nào. Trong ngoài khách sạn đều có người của cục cảnh sát và người của ám dạ, cũng chỉ mặc quần áo hàng ngày, còn có người của ám dạ đang đóng vai khách khứa trộn lẫn vào bên trong. Chỉ cần Tần Nhã Hân xuất hiện, tuyệt đối có cánh cũng khó bay. Vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Tô Yên không có để Hạ Phi, Hạ Vũ Mặc tới, cứ để bọn chúng chờ ở nhà, chăm sóc em trai. Ông cụ Lục làm người đứng đầu trong nhà nên chắc chắn không thể vắng mặt. Sau khi ông cụ Lục tới hiện trường hôn lễ, thấy sảnh lớn không có bao nhiêu khách khứa mà phần lớn đều là người ông cụ không quen biết. Lục Cận Phong cũng không biết đã đi đâu, ông cụ Lục đành tìm tới Vạn Nhất à, Cận Phong đâu? Hôn lễ này sao có thể sắp xếp đơn giản tới vậy, nếu Tô Anh còn sống, thấy hôn lễ nghèo nàn tới mức này cũng sẽ nổi giận, mặc dù Tô Anh không còn ở đây nhưng cũng không thể để Tô Yên chịu ấm ức chứ. Ông nội Lục à, hôn lễ cũng chỉ là hình thức thôi, không cần quan tâm có bao nhiêu người đến. Vạn Nhất nói mò, thời gian gấp gáp, có thể chuẩn bị được như vậy đã tốt lắm rồi. Hơn nữa theo ý của chị dâu thì đó cũng chỉ là hình thức, bạn bè thân thiết cùng nhau ăn bữa cơm là được, mà những người tới đều là bạn bè của chị dâu hết đấy. Cả nhóm này đều là người mới của ám dạ, ông cụ Lục chưa từng thấy qua. Khó trách, ông nói sao cả đám cứ lạ mặt thế. Ông cụ Lục cũng không đa nghi nữa, nói chỉ là hơi thiệt thòi cho cháu dâu thôi. Ông nội Lục à, ông đi tới kia ngồi trước kia, giờ lành sắp tới rồi. Vạn Nhất nói. Gọi Hạ Vũ tới, Hạ Vũ, cậu phụ trách xem xét khán giả. Sự an toàn của ông cụ Lục nhất định phải có người phụ trách. Sắp xếp tốt cho ông cụ xong, Vạn Nhất đi tìm Lục Cận Phong. Lục Cận Phong và Lãnh Phùng ở cửa khách sạn, chuẩn bị trang phục chú rể cho Lục Cận Phong, Lãnh Phùng đại diện bạn tốt tham gia hôn lễ nên cũng chỉ mặc thường phục. Lãnh Phùng hút điếu thuốc, nói, phía trên hạ lệnh xuống, nhất định phải phá án trong vòng 3 ngày, có thể giao nộp cho cấp trên hay không thì xem hôm nay rồi. Hôn lễ còn khoảng một giờ nữa sẽ bắt đầu, không vội. Lục Cận Phong cũng đốt điếu thuốc, nhìn đằng xa, hai người tựa như bạn cũ đang trò chuyện với nhau. Vạn Nhất đang muốn đi qua, nhưng một chiếc xe Việt dã đã vào tới, người lái xe chính là Tô Duy. Cậu ta và Tô Đình Nghiêm cùng tới. Tô Duy dừng xe lại bên cạnh Lục Cận Phong, hạ cửa xe xuống, anh rể, hôm nay thật đẹp trai nha, chúc mừng, hy vọng anh rể và chị được trăm năm hạnh phúc. Lục Cận Phong gật đầu, chị của cậu ở bên trong, cậu và cha vợ vào trước đi, anh còn phải tiếp khách. Một tiếng cha vợ đủ khiến Tô Đình Nghiêm cười như hoa nở, con rể tốt à, hôm nay là ngày vui của con và Tiểu Yên, đợi chút nữa phải uống với cha vài ly rượu mừng nhé. Nhất định, anh rể à, vậy bọn em vào trước đây. Tô Duy lái xe vào bãi đỗ xe dưới hầm. Bãi đỗ xe vốn có người kiểm tra, những người này đều là dạng có mắt nhìn, biết một người là em vợ. Một người là cha vợ Lục Cận Phong nên cho đi thẳng vào. Vạn Nhất đi tới chỗ Lục Cận Phong, đại ca. Lục Cận Phong hỏi, bên Yên Yên thế nào rồi? Có Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đi theo, không có vấn đề gì. Cậu dẫn người đi kiểm tra các cửa ra vào một chút, kiểm tra cẩn thận vào. Chương 378, cha dùng chỉ để bẫy. Tô Đình Nghiêm uống một hơi cạn sạch, tâm tình ổn định hơn, đưa mắt nhìn Lệ Uyển đang ngồi bên cạnh. Giống hệt những gì trong ký ức. Mười mấy năm rồi, sao bà vẫn đẹp đến vậy, không thay đổi chút nào hết, không giống tôi già cả rồi. Tô Đình Nghiêm cảm thán không thôi. Tần Chấn Lâm vừa nghe Tô Đình Nghiêm khen Lệ Uyển xinh đẹp thì lập tức nổi cơn ghen, cười lạnh đáp, đẹp cái gì mà đẹp, đã quá 50 rồi,
có dưỡng nhan mấy cũng là giả tạo mà thôi, đã là bà ngoại người ta rồi, không biết trên mặt có bao lớp phấn nữa, không tin thì tẩy trang thử xem, dọa chết người được đấy. Lệ Uyển trầm mặt xuống, lửa giận lại nổi lên hừng hực. Lục Cận Phong là người vế dưới tất nhiên không thể chen lời, nhìn Tần Chấn Lâm không ngừng tìm chết mà trần chờ. Thượng Quan Ân nhàn nhã uống trà, lời cay độc của Tần Chấn Lâm ông đã lĩnh giáo từ lâu rồi. Vợ chồng Lý Mộc Sinh cùng Lưu Tuyết Lam xem như người ngoài, cũng không nói gì. Tô Đình Nghiêm thấy sắc mặt Lệ Uyển không tốt, vẫn rất có mắt nhìn chuyện, gắng sức cứu vãn tình hình, tôi thấy ra bà tự nhiên lắm đấy, không nói ra tôi còn tưởng là cô gái 20 tuổi. Một người thì liều mạng nói lời hay, mong muốn dẹp lửa chiến, một người thì không biết sống chết điên cuồng tìm chết. Tần Chấn Lâm nói móc chế nhạo, cô nhóc 20 tuổi, ha ha ha, Tô này, cậu thật sự là mở mắt nói dối đó. Tần Chấn Lâm, Lệ Uyển không thể nhịn được nữa, trực tiếp động tay, bà đây có là người đẹp hết thời thì ông cũng không phải là đối thủ của tôi nhá. Lệ Uyển đạp một cái qua đó, Tần Chấn Lâm né tránh theo phản xạ có điều kiện, cái này càng làm Lệ Uyển nổi giận, hai người cứ vậy đánh qua đánh lại ở sảnh phụ. Thần kỳ ở chỗ, không ai cản lại. Nên uống trà cứ uống trà, nên xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt. Vạn nhất hỏi Lục Cận Phong, đại ca, cha mẹ vợ anh đánh nhau anh không qua khuyên à? Xen vào chỉ tổ rước họa, án binh bất động vẫn là thượng sách. Lục Cận Phong nhấp một ngụm trà, ý vị thâm trường nói, tôi cảm thấy cảnh này quen lắm, vạn nhất, cậu thấy sao? Vạn nhất che mặt, tất nhiên là quen rồi, Lâu Doanh cũng đối xử với anh ta như vậy. Một lời không hợp lập tức so chiêu. Lúc Tô Yên đi đến vừa khéo thấy Lệ Uyển đánh một cái lên ngực Tần Chấn Lâm. Tần Chấn Lâm lùi lại mấy bước mới đứng vững, xoa xoa ngực, miệng vẫn không tỏ ra yếu đuối, cái nét dữ dằn này cũng chỉ có tính tình của Thượng Quan Ân chịu được bà, mười mấy năm rồi, tuổi thì thêm mà tính khí thì vẫn thế, tôi thấy Thượng Quan Ân chiều bà đến quen rồi. Thượng Quan Ân đặt súng xuống, lập tức thanh minh, mười mấy năm qua tôi chưa từng thấy bà ấy động tay, Tần Chấn Lâm, đừng kéo tôi vào, tôi chẳng liên quan gì cả, cái này đơn giản là do miệng ông bẩn. Cũng tức là nói Thượng Quan Ân dám nói miệng Tần Chấn Lâm bẩn. Lệ Uyển tức đến muốn nổ cả ngực, Thượng Quan Ân, ông phí lời với loại người này làm gì, cái tính lì này của ông ta không đánh không nghe lời. Tần Chấn Lâm thật sự không đánh lại Lệ Uyển sao? Sao có thể chứ? Chẳng qua là ông ấy nào nỡ ra tay, miệng có cay độc thật nhưng lòng tự tôn cùng lòng đố kỵ của người đàn ông gây chuyện mà thôi. Hai người đánh qua đánh lại, Tần Chấn Lâm mới có cảm giác trở lại năm đó, sau khi gặp lại Lệ Uyển. Thì khác hoàn toàn so với giấc mộng trùng phùng, trong lòng Tần Chấn Lâm lạc lõng rất nhiều. Bên cạnh Lệ Uyển luôn có Thượng Quan Âu, 96 bức thư trong chiếc hộp gỗ gụ chứa đựng tình yêu sâu sắc và niềm mong mỏi, nhưng khi gặp lại, tất cả đều là mơ tưởng của mình Tần Chấn Lâm, dù đã phá vỡ cửa sổ rồi thế nhưng vẫn giống như có thứ gì đó ngang qua mà không thể lại gần. Tần Chấn Lâm phải làm sao đây? Ông ta chỉ có thể giống như năm đó không ngừng gây với Lệ Uyển. Nhưng thấy Lệ Uyển tức giận thật thì Tần Chấn Lâm lại đau lòng. Thấy Tô Yên đến, Tần Chấn Lâm ra dấu cho Tô Yên, muốn Tô Yên khuyên giúp. Nhưng sự thật đã chứng minh, con gái không thể dựa vào. Tô Yên hoàn toàn xem như không thấy ám hiệu của Tần Chấn Lâm, vẻ mặt thản nhiên, hai người đang trợ hứng cho đám cưới đúng không? Mọi người đừng chỉ xem náo nhiệt không, hay là mọi người cùng cược đi, xem ai thắng, con cược mẹ thắng, cược xong thì bỏ tay, cược 1 thắng 10. Mọi người, đây là con gái ruột đấy. Thượng Quan Ân mắt nhìn Tô Yên, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái, Tô Yên thật sự rất giống Lệ Uyển lúc trẻ. Tôi cũng cược. Thượng Quan Ân lấy ra một xấp tiền, nói Tiểu Uyển, tôi cược bà thắng. Vợ con cũng đã cược rồi, vậy con cũng đặt. Lục Cận Phong không mang tiền mặt, tháo chiếc đồng hồ đeo trên tay ra đặt. Có người dẫn đầu, mấy người Vạn Nhất và Lâu Doanh, Tô Đình Nghiêm cũng lần lượt cược, tất cả đều mua Lệ Uyển thắng. Tần Chấn Lâm đơn độc một mình không người ủng hộ. Tần Chấn Lâm trợn tròn mắt nhìn Tô Yên, nhỏ giọng, con có phải con gái cha không thế, vậy mà bẫy cả cha mình. Tô Yên nhếch môi cười, thì cha là để bẫy mà. Cha nhận Lý Mộc Sinh và cha nuôi Tô Đình Nghiêm ở một bên run cầm cập. Sự tức giận trên khuôn mặt của Lệ Uyển dịu đi, con gái đã ủng hộ mình, đứng cùng một mặt trận thống nhất với mình, tự nhiên người làm mẹ cảm thấy rất hạnh phúc. Tần Chấn Lâm tức giận. Chơi xỏ lá, không đánh nữa, ông Tô, con rể, đi uống rượu với tôi. Cha vợ đã có lời thì Lục Cận Phong tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo. Tô Yên ra dấu cho Lục Cận Phong tỏ ý Lục Cận Phong đi đi.
vợ chồng Lý Mộc Sinh ra sảnh trước, Tô Yên và Lệ Uyển về phòng nghỉ. Lệ Uyển lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn và đưa cho Tô Yên, "Tiểu Yên, đây là tâm ý của mẹ, con nhận đi." Tô Yên nhìn chiếc hộp mẹ đưa, do dự một chút mới cầm lấy, mở hộp ra, là một đôi vòng tay bằng ngọc, toàn bằng ngọc xanh, giá cao ngất ngường. "Mẹ, lần này mẹ định ở lại bao lâu?" Trước đây Tô Yên có hận trong lòng, nhưng sau khi nhìn thấy cái chết của Trần Tố Anh, cô cũng đã buông bỏ mối hận đó. Cô sợ bản thân mình sau này cũng sẽ hối hận không kịp hiếu thuận thật tốt với cha mẹ. Kỳ thực thì nói trắng ra, mẹ cũng có lỗi gì đâu. Bà ấy là một người mẹ, nhưng đồng thời cũng là chính bà ấy. Mẹ chỉ là một thân phận, không có quy định, làm mẹ phải hy sinh tất cả vì con cái. Không chắc nữa, cũng có thể là ở lại thời gian dài, mà cũng có thể là về cưới chú thượng quan của con. Trong lòng Lệ Uyển thông suốt, bà ấy kéo tay Tô Yên, nước mắt lưng tròng, có thể tận mắt thấy con mặc váy cưới làm cô dâu xinh đẹp nhất, mẹ thật sự vô cùng vui mừng. Lâu Doanh đang hít thở không khí ở sân sau khách sạn, thực tế thì là đang trốn vạn nhất. Tô Yên ở cùng Lệ Uyển, Lâu Doanh cũng không cần lo lắng cho sự an nguy của Tô Yên. Thấy mẹ con Tô Yên Lệ Uyển gặp lại nhau, trong lòng Lâu Doanh lại có phần buồn vô cớ. Cô ta cũng nhớ mẹ mình. Nhưng ký ức về mẹ trong tâm trí còn lại rất ít. "Chị." Một giọng nam truyền đến, Lâu Doanh định thần lại quay đầu thì là Tô Duy. "Sao cậu lại đến đây?" Lâu Doanh biết Tô Duy là em trai ruột của mình, nhưng cô ta thật sự không có cái cảm giác tình cảm chị em thâm tình ấy. Thời gian hai người gặp nhau tổng cộng chỉ có mấy ngày, còn tính là lúc trước Tô Duy bị Lệ Quốc Minh mang về Thiên Lang, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, tình chị em ở đâu ra mà sâu đậm như vậy cho được. "Chị là chị ruột của em đến gặp chị một chút không được sao?" Tô Duy cười cười, "Chị, Lệ Quốc Minh nói rồi, sau này chúng ta là người thân duy nhất của nhau trên đời. Sau này đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt chị nữa." Lâu Doanh rất bài xích, hoàn toàn không muốn nhắc đến, không muốn nghe đến, cô ta nhăn mày, hỏi, "Người đó đã bị bắt lâu vậy rồi cậu mới trở về, thời gian này cậu đã đi đâu vậy?" Chương 379, Dương Đông kích Tây. Lời nói của Lâu Doanh vô cùng sắc bén. Tô Duy đút hai tay trong túi, nhìn Lâu Doanh nở một nụ cười thuần khiết, "Chị hai, sao chị lại hỏi như vậy? Chị muốn biết điều gì?" "Muốn nghe cậu nói sự thật." Lâu Doanh nói, "Cậu đã đi đâu sau khi kẻ nọ bị bắt?" Tô Duy thu lại nét cười, thật lâu không nói lời nào. Lâu Doanh nhìn chằm chằm cậu ta, đang định nói thì Tô Duy đột ngột vén tay áo lên, để lộ ra một vết sẹo dài thật dài trên cánh tay, là một vết thương mới. "Sao lại bị thương?" Lâu Doanh cũng đã từng bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy vết thương dài như vậy, có lẽ phải dài đến hơn 20 cm. Tháo kim chỉ xong, vết thương nọ chẳng khác nào một con rết dữ tợn nằm trên cánh tay. "Sau khi Lệ Quốc Minh bị bắt, em đang muốn tìm lô hàng mà ông ta cất giấu thì bị một tổ chức nơi đó tóm được, bọn chúng cũng đi tìm lô hàng đó, biết em là con trai của Lệ Quốc Minh, cho rằng em biết nơi giấu hàng nên tra tấn ép cung em." Ánh mắt Tô Duy u ám, vết sẹo này chính là do khi ấy để lại. "Em cũng chẳng biết mình đã bị nhốt ở cái nơi tăm tối ngột ngạt đó bao lâu, nhưng cuối cùng cũng có một ngày em tìm được cơ hội thoát thân, lặn lội một hồi lâu mới về đến được đế đô." Lâu Doanh hỏi, "Thế cậu có biết ai đã bắt mình không?" "Em không biết, chỉ biết trên cánh tay bọn chúng có hình xăm bọ cạp." Ngôn Tình Hoàn. Bọ cạp. Lâu Doanh rất nhanh nghĩ đến một tổ chức tên là Bang Bọ Cạp. Cô ta đã từng tiếp xúc với bọn họ, cách ra tay của bọn họ quả thực vô cùng tàn độc hung ác. "Lễ cưới hôm nay có lẽ sẽ không quá an toàn. Cậu đừng chạy lung tung khắp nơi, tốt hơn hết là đợi trong đại sảnh." Tô Duy nói, "Ừ, em biết lễ cưới này thật ra là giả, là cái bẫy do chị và anh rể bày ra để bắt Tần Nhã Hân." "Chị hai, chị nghĩ Tần Nhã Hân có đến không?" "Làm sao chị biết được, chị cũng đâu phải con run trong bụng Tần Nhã Hân. Dù sao thì chỉ cần cô ta dám tới, chị đây sẽ khiến cô ta không còn đường về luôn." Tô Duy lòng đầy căm phẫn, nói, "Tần Nhã Hân lọt lưới, cả nhà chị gái mới có thể sống yên ổn. À, Tần Nhã Hân này còn đáng ghét hơn cả Tô Vân, nhưng chị hai à, đừng trách em nói thật, có mỗi con ả Tần Nhã Phi này mà anh rể cũng không giải quyết nổi, vậy anh ấy có thể đem lại hạnh phúc cho chị gái hay không?" "Tần Nhã Hân mưu mô trước quỷ, đã chuồn khỏi tay chị đến mấy lần." "Sao nào? Ý cậu là chị cũng bất tài vô dụng chứ gì?" Lâu Doanh hừ lạnh một tiếng, "Có bản lĩnh thì đi bắt người về đây,
cơ mà với cái thân hình hạt mít của cậu khéo chẳng đỡ nổi một đấm của chị. Lâu Doanh móc mỉa, đã là em trai chị thì không thể yếu quá. Nhìn chị với chị gái cậu đi, một người đánh đấm được gánh vác được, người còn lại đầu óc linh hoạt, còn cậu thì sao? Không thông minh cũng thôi đi, thân thể lại còn yếu ớt như vậy, về mà rèn luyện sức khỏe cho tốt đi. Chị hai, chị đừng vùi dập em. Trước đây em bị bệnh tim, phẫu thuật xong không thể vận động quá mạnh. Viện cớ, Lâu Doanh còn muốn móc mỉa thêm, nhưng đột nhiên ngửi thấy một mùi lạ, mùi gì vậy? Như kiểu mùi xăng ấy. Xăng, sao em có ngửi thấy gì đâu? Tô Duy ngơ ngác. Chị đi xem chút, cậu đừng chạy lung tung, đợi ở trong đại sảnh đi. Lâu Doanh vừa nói vừa đi đến phía phòng nghỉ. Càng đi xa, mùi xăng lại càng nhạt bớt. Chẳng lẽ đi sai hướng mất rồi? Tô Duy nhìn Lâu Doanh vội vã rời đi, đưa tay mình lên ngửi ngửi rồi bước vào phòng vệ sinh. Lâu Doanh gõ cửa phòng nghỉ, Tô Yên nghi ngờ hỏi, Lâu Doanh, sao vậy? Em thấy hình như có gì đó không ổn. Chị, bên chị có gì bất thường không? Không, Tô Yên vẫn luôn ở trong phòng nghỉ với Lệ Uyển. Chẳng lẽ em nghĩ nhiều rồi? Lâu Doanh kiểm tra quanh phòng, nói chị, sao chị không để em đóng giả chị cho, lỡ có xảy ra chuyện gì cũng không quá rủi ro. Vừa rồi em ngửi thấy mùi xăng, trong khách sạn làm sao có xăng được? Em lo có điều nguy hiểm. Không được, Tô Yên sẽ không để Lâu Doanh mạo hiểm lần này nữa. Lâu Doanh, em đừng lo, không sao cả, trong ngoài khách sạn đều là người của chúng ta, sẽ ổn thôi mà. Đúng rồi, em ngửi thấy mùi xăng ở đâu? Không lẽ có kẻ muốn phóng hỏa? Hoặc là, từ xăng dễ làm người ta liên tưởng đến hai chữ phóng hỏa nhất. Lệ Uyển nghe mà loạn cả óc, Tiểu Yên, có chuyện gì vậy? Cái gì mà rủi ro gì, rồi xăng dầu phóng hỏa? Có người đang cố gây rối trong lễ cưới hả? Mẹ, không có chuyện gì đâu, mẹ đến đại sảnh đi. Tô Yên không muốn nhiều lời kẻo Lệ Uyển lại lo lắng. Có chuyện gì mà phải giấu cả mẹ? Lệ Uyển không vui lắm, Tiểu Yên, mẹ nhìn ra được lễ cưới ngày hôm nay không bình thường lắm. Ban nãy Lệ Uyển đi ngang qua đại sảnh, vẻ mặt của những người được gọi là khách trong đại sảnh đều không được tự nhiên, trông họ chẳng giống đến đây để ăn tiệc cưới gì cả. Dưới sự chất vấn của Lệ Uyển, Tô Yên không còn lựa chọn nào khác ngoài nói ra mục đích của lễ cưới này. Lệ Uyển biết chuyện bèn nói, sao lại lấy chuyện chung thân đại sự như cưới hỏi này để đi bày trò đặt bẫy được. Làm xăng làm bậy. Tô Yên khẳng định chắc nịch, mẹ chồng đối xử với con như con gái ruột của bà ấy, con tuyệt đối không đời nào để kẻ giết bà ấy được nhởn như ngoài vòng pháp luật. Lệ Uyển thở dài một hơi, mồm thì nói không đồng ý, nhưng bà ấy vẫn phối hợp với Tô Yên đi vào đại sảnh. Nhưng đây chỉ là lời nói mặt ngoài của Tô Yên. Hiểu con không ai bằng mẹ, biết con gái mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, Lệ Uyển sao nỡ buông tay mặc kệ. Thế nhưng bà ấy cũng biết tính tình Tô Yên cứng đầu ngang ngửa mình, nên mới đành rời đi trước. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đều không ở trong phòng nghỉ cùng Tô Yên. Lâu Doanh đang ngồi phòng đối diện với phòng nghỉ, theo dõi động tĩnh trên hành lang và bên phòng Tô Yên mọi lúc qua mắt mèo. Bạch Phi Minh thì lại ở trong một căn phòng tầng trên của phòng nghỉ để ngăn không cho bất cứ kẻ nào lẻn vào phòng nghỉ qua đường cửa sổ. Còn chuyện liên quan đến mùi xăng trong khách sạn, Tô Yên cảm thấy cũng chẳng phải chuyện vừa, bèn nói với Lục Cận Phong qua tai nghe. Tô Yên còn muốn nói thêm, nhưng tai nghe đột nhiên hết pin, tắt tiếng im bặt. Sao lại hết pin rồi? Tô Yên lẩm bẩm. Đại sảnh tiệc cưới. Lục Cận Phong không yên tâm để vạn nhất đi kiểm tra. Bèn kêu anh ta đi cùng Tần Chấn Lâm với vài người nữa uống rượu, sau đó anh tự mình đi kiểm tra một lượt. Vừa đến hành lang đã thấy Tô Duy đi tới, anh rể, chị em tìm anh, kêu anh đến phòng nghỉ một chuyến. Được, anh đi ngay đây. Lục Cận Phong quay người đi về phía phòng nghỉ. Tới gần phòng nghỉ, vệ hải chạy bước nhỏ tới với vẻ mặt nghiêm trọng, ông chủ, bọn tôi có phát hiện mới ở bãi đậu xe. Lục Cận Phong cau mày, đi. Lục Cận Phong đi đến bãi đậu xe. Thực sự tìm thấy xăng ở một góc nơi đây. Vệ hải nói, ông chủ, thật là đã có người kéo xăng vào sao? Nếu có người kéo xăng vào, không thể nào có chuyện không kiểm tra ra. Tần Nhã Hân thật rất xảo quyệt, trong khách sạn này nhất định có người của cô ta, xuất hiện cá lọt lưới cũng không đáng ngạc nhiên. Lục Cận Phong ngồi xổm xuống, vươn tay chạm lên mặt đất, cô ta đến rồi. Xăng vương vãi trên mặt đất, đã bay hơi nhưng mùi vẫn chưa tan. Lần theo mùi, Lục Cận Phong tìm đến một chỗ đậu xe, nhưng nơi đó lại không có xe. Đã lái đi rồi sao? Hay vẫn chưa đậu? Lục Cận Phong ngẩng đầu liếc nhìn phía trên,
phát hiện đây là điểm mù của camera, dù muốn biết khi trước đậu ở đây là loại xe nào cũng rất khó. Cùng lúc đó, ở phía bên kia của hành lang, một người phụ nữ đi giày cao gót màu đỏ, mặc váy cưới đang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đến phòng nghỉ. Giày cao gót giẫm lên đất phát ra tiếng cộp, cộp, cộp vang vọng cả dãy hành lang, nghe vào thấy hơi rợn người. Thứ đặt trên xe đẩy chính là xăng, bên trên được phủ một tấm vải trắng. Có đến mấy thùng đầy ắp xăng. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ đột ngột vang lên tiếng động lớn, lớn đến mức có thể làm điếc tai người nghe. Lâu Doanh vốn đang theo dõi động tĩnh trên hành lang qua mắt mèo, lực chú ý của cô ta giờ đây đã bị chuyển hướng. Phi Minh, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Lâu Doanh bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn, đồng thời hỏi Bạch Phi Minh tình hình bên ngoài qua tai nghe. Bạch Phi Minh ở tầng trên cũng nghe thấy tiếng động lớn, chuyển ánh nhìn xuống dưới tầng. Chính vào lúc này, người phụ nữ đi giày cao gót đỏ bước tới cửa phòng nghỉ, dùng thẻ mở cửa phòng rồi đẩy xăng vào. Ở tầng dưới, một chiếc xe hơi tông vào tường, toàn bộ phần đầu xe nát bét. Bạch Phi Minh nói qua tai nghe, hình như có người say rượu tông xe vào tường. Giọng của Vạn Nhất cũng truyền ra từ tai nghe. Mẫu Dạ Xoa, tình hình bên cô thế nào? Nguy rồi, Lâu Doanh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lâu Doanh phản ứng lại, vội vàng mở cửa. Cửa phòng nghỉ Tô Yên đang ở đã bị khóa chặt, không mở ra được. Chị ơi! Lâu Doanh sốt ruột tông cửa. Cô ta gọi Lục Cận Phong qua tai nghe, anh rể, chị gặp chuyện bên này rồi. Chương 380, châm lửa cùng đến chỗ chết. Gần như cùng lúc, tất cả mọi người đều chạy vội về hướng phòng nghỉ. Lãnh Phùng cũng nhận được tin, bèn dẫn theo nhóm cảnh sát mặc thường phục chạy lên tầng trên. Bạch Phi Minh xuống tầng trước nhất, thấy Lâu Doanh đang đạp cửa. Chất lượng của cánh cửa này cũng quá tốt rồi đi. Lâu Doanh đá vài cái vẫn không mở được. Mùi xăng nồng nặc thoát ra từ dưới khe cửa, ngay sau đó, xăng cũng dần tràn ra ngoài. Lâu Doanh gấp gáp nói, không ổn. Kẻ đó thực sự muốn phóng hỏa. Bạch Phi Minh tông cửa mấy lần cũng không được nốt, hỏi kim châm của cô đâu. Ừ nhỉ, suýt chút nữa quên mất, tôi còn có kỹ năng phá khóa. Lâu Doanh vỗ vỗ trán, lấy ra một cây kim châm cậy mở ổ khóa. Lâu Doanh, Bạch Phi Minh, chị dâu đâu? Vạn Nhất đã chạy đến. Lãnh Phùng và đám người Tần Chấn Lâm, Tô Đình Nghiêm cũng lần lượt đến nơi. Tần Chấn Lâm hỏi, xảy ra chuyện gì? Đối với những người không biết chuyện, nhìn thấy mọi người lũ lượt chạy về phía này, trong lòng họ sẽ cảm thấy khá hoảng loạn. Tần Chấn Lâm vừa hoảng hốt vừa tò mò. Vào ngày vui lớn như này, mọi người hoảng hốt căng thẳng làm cái khỉ gì chứ? Lời vừa dứt, cánh cửa đã bị Lâu Doanh cậy khóa mở ra. Cảnh tượng bên trong phòng khiến đám người ngoài cửa nhìn mà giật mình. Tần Nhã Hân mặc váy cưới, đi giày cao gót, đang nâng một thùng xăng đổ khắp phòng. Trên tường, trên giường, trên sofa, trên sàn nhà, khắp nơi đều ngập xăng. Còn Tô Yên mặc váy cưới đang nằm trên giường, có vẻ đã hôn mê. Mặt cô hướng về phía cửa sổ, người ở cửa không trông thấy được, có điều trong phòng này chỉ có Tô Yên, bộ áo cưới kia cũng giống hệt bộ Tô Yên mặc hôm nay. Tần Nhã Hân, dừng tay. Lâu Doanh muốn xông vào nhưng đã bị Vạn Nhất ngăn lại. Bởi lẽ Tần Nhã Hân đang cầm bật lửa trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng bật lên thôi, toàn bộ căn phòng sẽ lập tức bốc cháy. Ai không sợ chết, muốn chết cùng Tô Yên thì vào đây. Tần Phỉ cười đến điên dại, vết sẹo trên mặt gớm ghiếc đáng sợ, kẻ nào dám bước một chân vào, tao sẽ lập tức thiêu chết cô ta. Ai nấy đều nôn nóng muốn chết, nhưng cũng không dám hấp tấp đi vào. Tần Chấn Lâm nhìn thấy Tần Nhã Hân lập tức giận sôi gan, ông ta đứng đằng trước nhất, chỉ vào Tần Nhã Hân. Bày ra tư thái cùng khí thế như trước kia, Tần Nhã Hân, bỏ bật lửa xuống cho tao. Nếu hôm nay mày dám làm tổn thương dù chỉ là một cọng tóc của Tiểu Yên, ông đây cũng sẽ đánh chết mày. Khi còn nhỏ, Tần Chấn Lâm đã dùng chính cách này để dạy bảo con gái mình. Tần Nhã Hân trước đây rất sợ Tần Chấn Lâm, nhưng hôm nay cô ta chẳng coi lời nói của Tần Chấn Lâm ra gì nữa. Hôm nay tôi chỉ muốn chết cùng Tô Yên. Người đàn ông tôi không có được, hạnh phúc tôi không thể nắm lấy. Tất cả những thứ này cô ta cũng đừng hòng chiếm được. Tô Duy đẩy Tần Chấn Lâm ra, tâm tình có phần mất kiểm soát mà giống về phía Tần Nhã Hân, nếu mày dám làm chị gái tao bị thương, tao thề có trời sẽ nghiền mày ra bã. Tô Duy chẳng hề sợ câu uy hiếp của Tần Nhã Hân, nhấc chân định bước vào trong phòng, cố đưa Tô Yên ra ngoài. Vừa mới cất bước, Tần Nhã Hân đã bật lửa, ngọn lửa nhen nhóm lên,
chỉ cần cô ta ném về phía Tô Yên thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tất cả những người có mặt đều thót tim, Tô Duy đành phải nhanh chóng lùi lại. Lâu Doanh mắng, cái con mụ điên kia, mày chết đến nơi rồi, đừng có kéo chị tao theo. Lãnh Phùng lên tiếng với tư cách cảnh sát, Tần Nhã Hân, chỉ cần cô buông bỏ phản kháng, cô sẽ được xử lý khoan hồng. Lãnh Phùng đang cố kéo dài thời gian, anh ta bí mật nháy mắt ra hiệu với Bạch Phi Minh, định trèo xuống từ cửa sổ tầng trên, sau đó nhảy vào phòng cứu Tô Yên ra. Tô Đình Nghiêm lo lắng nói, con gái tao nó đắc tội gì với mày mà mày cứ nhất quyết muốn kéo con nhỏ chết chung chứ. Vạn Nhất khuyên bảo, Tần Nhã Hân, quay đầu là bờ, đừng u mê không tỉnh nữa, mau dập lửa đi, dù cô có giết Tô Yên ông chủ cũng sẽ không thích cô, tình yêu không thể chỉ đến từ một phía. Chúng mày cũng đạo đức giả quá cơ. Tao đã tính kế giết Trần Tố Anh, chúng mày sao có thể tha cho tao, bày ra cái bẫy lớn như vậy cũng không phải vì muốn bắt tao sao. Được thôi, vậy thì cùng chết hết đi. Tần Nhã Hân cười điên cuồng chỉ vào đám người đứng ở cửa, Lục Cận Phong đâu, sao lại thành con ba ba rụt đầu mất rồi. Chẳng phải anh yêu con đàn bà này đến điên rồi à? Sao không bước ra đây. Lúc này tất cả mới ngớ ra, mọi người đều đã chạy đến nơi. Chỉ có mỗi Lục Cận Phong là không thấy đâu. Lục Cận Phong, nếu anh còn không bước ra, tôi sẽ phóng hỏa thiêu chết con đàn bà này. Tôi đếm đến 3, 1, 2, 3. Đừng mà. Tần Nhã Hân ném cái bật lửa trong tay về phía Tô Yên trên giường. Lửa vừa tiếp xúc với xăng lập tức bùng lên, trong nháy mắt, ánh lửa đã lan ra tới tận cửa. Đám người đứng trước cửa vội vã lùi ra ngoài. Chương 381, Lục Cận Phong nghi ngờ trận hỏa hoạn. Trong khách sạn, ánh lửa đầy trời. Tô Yên nằm trên giường cả người bốc lửa, Tần Nhã Hân đứng trong ngọn lửa hừng hực, điên cuồng cười lớn, cháy đi, chết rồi còn có cái đệm lưng, đường xuống suối vàng cũng không cô độc, đời này đáng giá rồi, cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Tần Nhã Hân giang hai tay ra, không ngừng cười điên cuồng trong ngọn lửa, thế lửa dần lan rộng ra, cháy vào bên trong hành lang, thiết bị báo cháy của cả căn khách sạn bị khởi động, vang lên một tràn tiếng chuông báo cháy. Trận lửa lớn này khiến cho người ta tuyệt vọng, đau khổ, mọi người đều hận không thể xông vào trong biển lửa cứu Tô Yên ra, nhưng chuyện này vốn dĩ không thể nào làm được. Tần Chấn Lâm trừng mắt nhìn chằm chằm một cách hoảng sợ, hai tay run rẩy, không nói ra được chữ nào. Trong biển lửa đó, là hai đứa con gái của ông ta. Hai đứa con gái duy nhất của ông ta. Bây giờ, cả ba đứa con gái của ông ta đều không còn nữa. Không còn nữa. Lý Mộc Sinh kéo Lưu Tuyết Lam, hai vợ chồng nhìn về phía giữa đám lửa với vẻ chấn động và khó chấp nhận, cả người Tô Yên đều bốc cháy, ga giường và vỏ chăn đều là vật dễ cháy, càng đừng nói đến cả người cô bị tưới xăng. Đừng nói là không thể nào xông vào cứu người, cho dù có cứu ra thì cũng không sống được nữa. Viết gì đó? Lãnh Phùng vội nói, mọi người mau lùi về nơi an toàn, mau chóng giải tán khách sạn, mau, tất cả mọi người lập tức giải tán. Chị! Lâu Doanh hét lên với Tô Yên đang nằm trong biển lửa, ánh lửa dọi vào đường nét gương mặt tinh xảo của cô ấy, trong đôi mắt màu hổ phách chứa sự tự trách và sốt ruột. Chị! Lâu Doanh muốn đi vào đó, dù là thi thể, cô ấy cũng muốn đưa Tô Yên ra ngoài, không thể để cô chết không còn xác như vậy được. Ánh lửa cháy đến, Vạn Nhất kéo lấy tay Lâu Doanh chạy ra ngoài. Lâu Doanh, cô không cần mạng nữa à, mau lui đến nơi an toàn thôi. Lâu Doanh gấp đến sắp khóc, lùi cái gì mà lui, chị tôi đang ở trong đó, mau tìm người dập lửa đi. Đây là lần đầu tiên Vạn Nhất thấy Lâu Doanh sốt ruột đến như vậy. Chuyện kiếm hiệp hay. Bị tưới xăng, thế lửa lại hừng hực, cả căn khách sạn đều sắp bị thiêu sạch, cho dù có dập lửa cũng chẳng có tác dụng gì. Nghe lời tôi, đến chỗ an toàn trước, Tô Yên đã không cứu được rồi, chẳng lẽ cô còn muốn vào nộp mạng hay sao? Hai tay Vạn Nhất ôm chặt eo Lâu Doanh. Anh ta dùng sức một cái, vác Lâu Doanh lên vai rồi lui ra phía ngoài. Vạn Nhất thường ngày trông có vẻ yếu ớt đến gió cũng có thể thổi bay, lúc này lại có sức lực vô cùng lớn, mặc cho Lâu Doanh có vùng vẫy thế nào thì cũng không dẫy ra được. Lãnh Phùng căn dặn cấp dưới phân tán những người có thể phân tán, đội chữa cháy cũng đang trên đường đến rồi. Lãnh Phùng thử dùng tai nghe liên lạc với Lục Cận Phong, nhưng cũng không có động tĩnh gì, tất cả mọi người gần như đều đã lùi đi hết rồi, chỉ có Tô Duy vẫn còn ở đây. Cậu ta đứng bên ngoài đám lửa, mắt đỏ bừng nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả, nhìn Tần Nhã Hân trong biển lửa đang biến thành một người lửa, bị ngọn lửa bao bọc lấy, khiến cô ta lăn lộn kêu gào đau khổ dưới đất. Tần Nhã Hân lúc nãy vẫn còn phách lối,
lúc bị lửa thiêu đốt, lại tuyệt vọng nói ra những lời hối hận, đưa tay ra với Tô Duy, cứu tôi không muốn chết, không muốn chết nữa. Tần Nhã Hân đã hoàn toàn trở thành một người lửa, đầu tóc và quần áo đều bị thiêu trụi, cô ta hét ra ngoài cửa một cách đau khổ, cứu tôi. Ánh mắt Tô Duy bất chấp, vào lúc Tần Nhã Hân xông ra ngoài, cậu ta dùng một chân đạp cô ta trở lại vào trong biển lửa, đi chết đi. Giọng nói không lớn, cộng thêm tiếng cháy lách tách của lửa đã che đi tiếng nói của cậu ta, lúc Lãnh Phùng quay đầu lại chỉ nhìn thấy động tác Tô Duy đạp Tần Nhã Hân vào trong biển lửa, chứ không hề nghe thấy Tô Kiệt nói gì. Tô Duy! Lãnh Phùng nghiêm giọng hét lên một tiếng. Tô Duy nhìn về phía Lãnh Phùng với ánh mắt thù hận, tôi là phòng vệ chính đáng, cô ta là một hung thủ giết người, đã kéo theo chị tôi làm đệm lưng rồi, chẳng lẽ đội trưởng Lãnh muốn nhìn thấy tôi cũng bị ngọn lửa này thiêu chết sao? Lãnh Phùng không nói nên lời, Tô Duy nói phòng vệ chính đáng, chuyện này hoàn toàn rất hợp lý. Một người lửa xông về phía mình, cho dù là một người bình thường, phản ứng cơ bản đều sẽ là né tránh hoặc đá ra. Lục Cận Phong đâu? Anh ta đi đâu rồi? Chị tôi đang bị thiêu chết ở trong biển lửa, Lục Cận Phong đâu rồi? Tô Duy hỏi Lãnh Phùng. Vừa dứt lời, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo truyền đến từ phía sau. Tôi ở đây. Tô Duy vội quay đầu, nhìn thấy Lục Cận Phong mặc đồ chú rể, vừa lóa mắt vừa đẹp trai ngời ngời đứng đó. Tô Duy tức không chịu được, xông qua đó, tại sao anh lại ở đây? Không phải anh nên ở trong phòng nghỉ sao? Tại sao trong đó chỉ có mình chị tôi? Tại sao chị ấy lại ở trong đó, còn anh thì ở đây? Lãnh Phùng cũng bước nhanh về phía Lục Cận Phong, Tần Nhã Hân phóng hỏa, Tô Yên đang ở trong, đã, không cứu được nữa. Lục Cận Phong yêu Tô Yên đến thế nào, dù là người dưng cũng biết, nhưng khi nghe thấy tin Tô Yên bị thiêu chết trong biển lửa, trên mặt Lục Cận Phong lại không hề có chút phản ứng, anh về phía ngọn lửa, Tần Nhã Hân đã ngã rạp xuống đất, cũng không còn động đậy gì nữa, ngọn lửa đã thiêu sạch tất cả mọi thứ. Thấy Lục Cận Phong không có chút phản ứng gì, Tô Duy càng tức tối hơn, Lục Cận Phong, chị tôi bị thiêu chết rồi, anh. Chị cậu ở bên ngoài khách sạch, cô ấy không sao. Lục Cận Phong cắt ngang lời nói của Tô Duy, bên trong là người giả, không phải chị cậu. Mấy câu này khiến Tô Duy và Lãnh Phùng đều rất ngạc nhiên, nhưng nhìn vẻ mặt của Lục Cận Phong thì không giống như đang nói dối. Tô Duy lập tức xông ra ngoài, đội chữa cháy vội đến dập lửa. Lục Cận Phong và Lãnh Phùng cũng lùi về nơi an toàn trước. Bãi giữ xe ngoài trời bên ngoài khách sạn chen chúc đầy người, đều là người từ khách sạn lùi ra, còn có những người qua đường vây lại xem. Tô Yên không tổn hại gì đứng ở bãi giữ xe, đang bị Lâu Doanh ôm lấy một cách phấn khích. Thấy Tô Yên không sao, đám người Tần Chấn Lâm và Tô Đình Nghiêm, Lý Mộc Sinh cũng vui mừng không ngớt. Một phen hú hồn, Tô Duy nhìn thấy Tô Yên thật sự không sao, cười chạy qua chị. Chị không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, hù chết em rồi. Chị không sao, Tiểu Duy, em không sao chứ. Tô Yên nhìn thấy Tô Duy, thở phào một hơi, chị bảo anh rể em đi tìm em rồi. Tô Yên nhìn thấy mọi người đều ở đây, chỉ có Tô Duy không ở đây, nên mới bảo Lục Cận Phong vào trong xem. Nói xong, Lãnh Phùng và Lục Cận Phong cũng ra tới. Ánh lửa đầy trời, khói dày nồng nặc, mười mấy chiếc xe chữa cháy bắt đầu dập lửa. Lục Cận Phong lạnh giọng căn dặn, Vệ Long, Vệ Hải, Hạ Vũ, Hạ Huy, đưa ông cụ và cả Yên Yên trở về nhà cũ trước. Đám lửa này cũng không thể dập tắt trong một lúc ngay được, Tần Nhã Hân đã chết trong biển lửa, mọi người không cần phải đứng hết ở đây. Lãnh Phùng và Lục Cận Phong ở lại để xử lý, Tô Yên là người quan trọng nhất nên đi về với mọi người trước. Lục Cận Phong đốt một điếu thuốc, đứng ở bên ngoài bãi giữ xe, ánh mắt sâu thẳm nhìn hiện trường hỏa hoạn một cách phức tạp. Lãnh Phùng đi qua, tối nay có chuyện gì vậy? Không phải Tô Yên ở trong phòng nghỉ sao? Sao lại ở cùng anh? Lục Cận Phong búng búng tàn thuốc, nói tôi và Yên Yên đã để phòng trước, làm thông phòng nghỉ và mấy phòng bên cạnh, tất cả mọi người đều cho rằng Yên Yên đang ở trong phòng nghỉ. Thực ra trước khi dưới lầu có người say rượu lái xe tông vào tường, Yên Yên đã rời khỏi phòng nghỉ rồi. Lãnh Phùng cười một tiếng, vợ chồng hai người che giấu tất cả mọi người, lúc nãy chúng tôi đều nghĩ người ở bên trong là Tô Yên. Người giả đó đã được chuẩn bị trước khi hôn lễ diễn ra, làm theo dáng người của Yên Yên, nhưng mà... Hàng mày kiếm của Lục Cận Phong cau lại một cách lạnh lùng. Lãnh Phùng hỏi, nhưng mà cái gì? Dù người giả có giống thật thế nào đi nữa thì cũng là giả, chỉ gần đến gần, nhất định sẽ phát hiện sự khác thường. Lục Cận Phong nhìn về phía Lãnh Phùng, giọng nói trầm thấp, trong khách sạn có nội ứng của Tần Nhã Hân,
Ý định ban đầu của tôi và Yên Yên chỉ là muốn để Tần Nhã Hân cảm thấy Yên Yên đang ở trong phòng nghỉ, dụ cô ta qua đó, chúng tôi không ngờ Tần Nhã Hân sẽ phóng hỏa, cùng tìm cái chết. Lãnh Phùng hiểu ra, ý của anh là, nếu Tần Nhã Hân đã đi vào phòng, vậy thì sẽ phát hiện Tô Yên trong đó là người giả, mà nếu đã là người giả thì tại sao lại vẫn muốn phóng hỏa để cùng chết? Chương 382, đi tìm nguồn gốc. Mục đích của Tần Nhã Hân chính là muốn mình và Tô Yên chết chung, không muốn chỉ có mình người giả phải chết. Lúc trước Lục Cận Phong đứng bên ngoài đám cháy nhìn vào phòng nghỉ, bên trong đều đã bị thiêu cháy đến hoàn toàn biến dạng, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ vị trí của người giả kia. Người giả kia nằm trên giường, lúc Tô Yên rời khỏi phòng nghỉ, cô đã để người giả nằm lên đó. Hay nói cách khác, sau khi Tần Nhã Hân đi vào phòng, cô ta đã không kiểm tra kỹ lưỡng hay nhìn qua lần nào, với mối hận thù sâu sắc giữa Tần Nhã Hân và Tô Yên, cô ta không thể nào không liếc qua lấy một lần đã vội vàng dội xăng vào đó. Dù sao người giả nằm đó cũng không hề nhúc nhích, chẳng lẽ cô ta lại không phát hiện ra có điểm bất thường nào? Lãnh Phùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, anh nghĩ sao về chuyện này? Có khi nào là sau khi Tần Nhã Hân vào phòng, Lâu Doanh nhanh chóng phát hiện ra bất thường, liên tục đập cửa, Tần Nhã Hân trong cơn hoảng loạn, không kịp nhìn rõ đã bất chấp tất cả đổ xăng vào không? Từ sau khi rời khỏi khách sạn, Lục Cận Phong cứ nghĩ mãi về chuyện này. Trừ phi có một khả năng, đó là người đã bị đánh ngất hoặc hôn mê rồi mới nằm đó không chút động đậy, tôi đoán là có người nói cho Tần Nhã Hân biết, Yên Yên đã mất đi ý thức. Nói tới đây, Lục Cận Phong lại lắc đầu, cũng không hợp lý, là ai đã nói với Tần Nhã Hân? Không có ai đi qua phòng nghỉ, là ai đã đánh ngất Yên Yên chứ? Thật sự không nói rõ ràng được mấy suy đoán này. Hiện giờ chỉ có thể chắc chắn một điều, chính là Tần Nhã Hân có đồng bọn trà trộn trong khách sạn này. Cả Lục Cận Phong và Lãnh Phùng đều rơi vào trầm mặc, cả hai đều đang vắt óc suy nghĩ chuyện này. Chỗ nhìn thì có vẻ rất hợp lý nhưng lại nảy sinh ra vô số điểm không hợp lý chút nào. Sự việc rõ ràng trước mắt, chính là Tần Nhã Hân dội xăng vào nhằm cùng người mà cô ta cho là Tô Yên chết chung một chỗ. Lãnh Phùng suy nghĩ hồi lâu rồi nói, tôi sẽ tiếp tục điều tra thật kỹ vụ án này, nhanh chóng tìm ra chân tướng cho anh. Là một cảnh sát, đương nhiên Lãnh Phùng phải có trách nhiệm với vụ án này. Cảm ơn nhiều. Lục Cận Phong nói một tiếng cảm kích, bất luận thế nào thì Tần Nhã Hân cũng phải đền tội, như vậy mới phần nào an ủi hương hồn của mẹ tôi trên trời. Lục Cận Phong ở lại hiện trường vụ hỏa hoạn thêm một lát nữa rồi rời đi, những việc còn lại đều giao cho Lãnh Phùng xử lý. Hạ Vũ đưa Tô Yên đi rồi lại quay lại đón Lục Cận Phong. Lục Cận Phong ngồi vào trong xe, chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi? Đại ca, em đã hỏi rồi, trong số những chiếc xe đi vào hiện trường hôm nay, có 3 chiếc chưa qua kiểm tra, một chiếc là xe của bố ruột vợ anh, một cái là của bố vợ anh, chiếc còn lại là của bố nuôi của vợ anh. Lục Cận Phong. Nói tên người đi. Hạ Vũ nói, Tần Chấn Lâm, Tô Đình Nghiêm với Lý Mộc Sinh, xe của 3 người này chưa qua kiểm tra đã đi vào sân, đại ca, bọn họ đều là bố vợ anh em ám dạ nào dám kiểm tra chứ? Với cả bọn họ cũng không biết đám cưới là giả. Nếu muốn kiểm tra cũng không biết lấy lý do là gì. Đột nhiên Lục Cận Phong cảm thấy nhiều bố vợ như này, muốn làm việc cũng bị cản trở không ít. Anh lạnh mặt, nói, lần sau gặp phải mấy chuyện kiểu này cứ kiểm tra bình đẳng cho tôi. Vâng đại ca. Hạ Vũ thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Lục Cận Phong đang ngồi ghế sau, bèn hỏi, đại ca, anh nghĩ ai là người có khả năng cao nhất dám mang xăng vào trong? 3 người này đều là bố vợ anh, đám cưới của con gái mình. Bọn họ sẽ không làm loạn đâu nhỉ. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lục Cận Phong nhíu mày, nói Yên Yên nói là trước đó Lâu Doanh có ngửi thấy mùi xăng, như vậy nghĩa là có khả năng xăng đã bị tràn ra, cậu đích thân đi kiểm tra 3 chiếc xe, nhất định phải bí mật điều tra, không được làm kinh động. Tới mấy ông bố kia. Mấy người này cho dù là bố ruột, bố nuôi hay gì gì thì cũng không dễ dây vào. Nói tới cuối, giọng điệu của Lục Cận Phong có hơi bất đắc dĩ. Con rể đi điều tra kẻ đồng phạm, tra tới tận mấy người bố vợ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì chỉ e trong lòng mấy ông bố không khỏi cảm thấy ngứa ngáy. Hạ Vũ nhịn cười, vâng, đại ca. Lục Cận Phong lườm Hạ Vũ một cái, gã mới không dám cười tiếp nữa. Chiếc xe di chuyển về nhà nhỏ nhà họ Lục. Ông cụ Lục bị hoảng sợ sau trận hỏa hoạn, sau khi lui về ở trong nhà nhỏ, Tô Yên đã đưa ông ấy về phòng, sau đó còn gọi Hạ Phi và Hạ Vũ mặc sang bầu bạn cùng ông. Sắc mặt Tần Chấn Lâm không tốt lắm, sau khi đợi một lúc ở nhà nhỏ họ Lục,
ông ta bèn cùng Thương Quan Ân và Lệ Uyển trở về khách sạn, ba người không có ở lại nhà họ Lục. Tô Yên không sao, hiện giờ Tần Nhã Hân đã bị thiêu thành bộ dạng này, làm sao còn sống tiếp được nữa. Tần Chấn Lâm lại mất đi một đứa con gái, tất nhiên trong lòng ông ta cũng vô cùng đau xót. Lâu Doanh, Bạch Phi Minh và cả Vạn Nhất tạm thời cũng không rời đi, chuyện này còn chưa kết thúc. Tô Đình Nghiêm và Tô Duy cũng ở lại nhà họ Lục. Tô Duy hỏi chị không ở trong phòng nghỉ, vậy người bên trong đó là ai? Đây là chuyện mà cả nhà ai cũng khó hiểu, trên đường đi, mọi người cũng không kịp hỏi cho rõ ràng. Là một người giả thôi. Tô Yên nói, là chị và anh rể em đã chuẩn bị từ trước khi Tần Nhã Hân bước vào phòng nghỉ, chị đã đi qua cánh cửa bí mật của căn phòng. Anh rể em cố ý tìm được khách sạn này và mở cửa tất cả các phòng trên tầng. Có điều chỉ có Tô Yên và Lục Cận Phong biết chuyện này. Lâu Doanh nói, chị này, hai vợ chồng các chị cũng quá đáng quá rồi, còn chuẩn bị kế hoạch sẵn chứ, dọa bọn em sợ hết cả hồn, suýt chút nữa thì em đã xông vào biển lửa để ôm xác chị ra rồi. Tô Yên cũng cảm thấy chuyện này hơi phi lý, thế là cô bèn đổ hết tội tình cho Lục Cận Phong, là anh rể em nói, bớt đi một người biết thì càng bớt đi một phần nguy hiểm, không có liên quan đến chị nha. Cái nồi tội lỗi này. Cũng thật là vô tình quá đê. Vì nể tình Lục Cận Phong đã cưới về một người vợ như Tô Yên nên mọi người cũng dần đồng tình. Đầu óc của Lâu Doanh rất đơn giản, cô ấy sẽ không nghĩ tới những chuyện phức tạp như vậy. Hơn nữa, chuyện này cũng quá phức tạp rồi, cô có nghĩ cũng không thông. Chắc chắn Tần Nhã Hân đã bị chết cháy rồi, như vậy thiên hạ này sẽ vô cùng thái bình. Lâu Doanh nhìn sang Bạch Phi Minh, cô cũng tự do rồi. Tần Nhã Hân đền tội. Bạch Phi Minh cũng tham gia vào công cuộc truy bắt cô ta, lấy công chuộc tội, từ nay cấp trên sẽ không còn chăm chăm hạch hoẹ cô nữa. Tô Đình Nghiêm thở phào một hơi, vẫn còn hơi sợ hãi mà nói, Tiểu Yên, chuyện hôm nay suýt nữa dọa chết cha rồi, đám cưới đang tốt đẹp như vậy lại bị hỏa hoạn cháy hết cả, ban nãy cha nhìn vào trong đám cháy đó, còn tưởng người nằm bên trong là con. Tô Yên cong môi cười đáp, con mệnh lớn, sao có thể chết dễ thế được. Ngoài sân có tiếng tắt động cơ xe. Lục Cận Phong về rồi. Tô Duy nhìn ra ngoài sân rồi quay sang nói với Tô Yên, chị, trước lúc xảy ra chuyện, vốn là em muốn đi tìm chị nhưng lại có người nói với em là chị đang tìm anh rể, em mới đi gọi anh rể, biết trước như vậy em đã không đi gọi anh rể nữa mà đi tìm chị rồi. Chị đâu có nhờ ai bảo em tìm anh rể đâu. Tô Yên cau mày, Tiểu Duy, ai bảo em như vậy đấy. Lục Cận Phong vừa bước vào phòng khách, đúng lúc nghe được lời Tô Duy vừa nói. Tô Duy nói, em cũng không quen người đó, anh ta mặc đồng phục nhân viên khách sạn, em còn tưởng là người của anh rể. Tất cả nhân viên trong khách sạn đều là người của ám giả tạm thời cải trang. Chỉ có vài người biết chuyện này, Tô Duy cũng nằm trong số đó. Tô Yên nói, lúc đó chị đúng là có muốn liên lạc với Lục Cận Phong, tai nghe không có điện, chị bèn từ cửa bí mật đi thẳng đi tìm anh ấy, người mà em nói, chẳng lẽ là đồng bọn của Tần Nhã Hân. Trước đó Tô Yên và Lục Cận Phong đã phân tích kỹ lưỡng rằng chắc chắn Tần Nhã Hân có đồng bọn, giờ đây cô và anh lại càng thêm chắc chắn. Tô Duy lắc đầu, gãi đầu áy náy nói, em không biết, người đó cao cao gầy gầy, không thấy rõ mặt, chỉ cũng biết em mắc chứng mù nhận diện khuôn mặt, nhìn người ta một lần, em cũng không nhớ được đâu. Chương 383, vì cái gì không biết tình, vì cái gì không biết mặt. Chuyện Tô Duy mù nhận diện khuôn mặt, Tô Yên biết. Tô Doanh làm bộ mở ra, nói có mỗi việc nhớ mặt một người thôi cũng không nhớ được, thế là cậu đã thành công trong việc để đồng bọn của Tần Nhã Hân chạy thoát rồi đấy. Tô Duy ngượng ngùng cúi đầu, không phản bác. Vạn Nhất nói, tại sao đồng bọn của Tần Nhã Hân lại gọi đại ca tới phòng nghỉ? Chẳng lẽ cô ta cũng muốn thiêu cháy anh ấy? Nghe Vạn Nhất nói vậy, trong lòng Tô Yên cũng hơi lấn cấn. Cũng không phải là không có khả năng này. Lâu Doanh hừ lạnh, đáp con ả điên rồ mất trí ấy. Thật sự muốn anh rể chết chung một dạ với mình, cũng không có gì lạ, Tần Nhã Hân chính là kiểu người bản thân không có được thì nhất định cũng khiến người khác không có được, cho dù có chết cô ta cũng phải lôi bằng được người khác đi theo. Không biết nếu giờ Tần Nhã Hân biết được chị của tôi đã sớm chạy thoát được, người chết cháy kia là người giả thì liệu cô ta có tức đến mức xác chết vùng dậy không đây? Nghĩ vậy, Lâu Doanh không khỏi thấy vui vui trong lòng, không nhịn được mà cười. Tần Nhã Hân muốn thiêu chết Tô Yên, kết quả Tô Yên còn chưa chết. Còn cô ta đã chết cháy rồi. Lục Cận Phong bước vào phòng khách, mọi người thấy có người đi vào bèn đồng loạt nhìn anh. Lâu Doanh là người đầu tiên háo hức hỏi, anh rể, Tần Nhã Hân chết cháy chưa?
Trên đường về Lục Cận Phong nhận được điện thoại báo tin của Lãnh Phùng, nói là đám cháy đã được dập tắt, thi thể của Tần Nhã Hân bị lửa thiêu rụi hoàn toàn rồi. Ừm. Lục Cận Phong gật đầu, đi về phía Tô Yên, anh theo thói quen nắm lấy tay cô, cau mày lại, sao lại lạnh thế này? Trong lòng Tô Yên bỗng cảm thấy hoảng hốt, cô vẫn còn sợ hãi, vừa nãy suýt nữa bị thiêu cháy, anh cũng để em sợ một lần đi. Lục Cận Phong cong khóe môi mỉm cười, vậy anh đưa em lên tầng trên nghỉ ngơi. Nói rồi, anh mặc kệ những người còn lại trong phòng khách, một tay ôm ngang người Tô Yên đỡ cô lên tầng. Lâu Doanh không nhịn được bèn mở miệng, anh rể, còn bao nhiêu người đang ở đây nè, anh không thấy hả? Vạn Nhất nói, trong lòng đại ca chỉ có một mình chị dâu thôi, có khi anh ấy chẳng nhìn thấy chúng ta thật đó. Hai người này đúng thật là kẻ sướng người họa. Lục Cận Phong nói, mọi người đến như thế nào thì về cũng như thế. Mọi người. Còn không cả giữ bọn họ ở lại ăn bữa cơm, ép ép buộc buộc cái gì chứ. Vạn Nhất đứng dậy, giải tán thôi, ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Vừa thấy Vạn Nhất đứng dậy, Lâu Doanh đã vội kéo Bạch Phi Minh lại, Phi Minh, chẳng phải cậu nói nhà mới còn thiếu mấy món đồ sau, giờ chúng ta cùng nhau đi mua, đi thôi đi thôi. Bạch Phi Minh tỏ ý, mình đâu có vội. Cậu cần rất gấp. Lâu Doanh phản ứng theo kiểu mình bảo cậu vội thì cậu phải vội cho mình. Nói rồi Lâu Doanh kéo tay Bạch Phi Minh chạy như bay đi, Vạn Nhất chắp hai tay sau hông, ánh mắt hiện lên tia tinh thông lõi đời, tránh được ngày một chứ đâu tránh nổi cả đời. Tôi đi cùng mọi người. Vạn Nhất cũng vội vàng đổi theo. Sa Thành Nghị vốn cũng có mặt đàng hoàng ở đây, anh ta uống một ngụm trà, đoạn lại đứng dậy bước đi thong thả, miệng kết luận một câu, trước đây là vì gì mà không biết tình, giờ đây lại là vì gì mà không biết mặt. Sa Thành Nghị mà không lên tiếng, thì có khi mọi người chẳng ai biết hóa ra nãy giờ còn một người là anh ta đứng đây. Tô Đình Nghiêm vẫn còn ở lại trong phòng khách, nghe thấy lời này của Sa Thành Nghị thì không khỏi cảm thấy thật sâu sắc, mới nhiều lời hỏi một câu, cậu Sa, người cậu nói đến là ai vậy? Sa Thành Nghị cười cười rồi đáp một câu chẳng liên quan gì, bác Tô, hay là cháu ngồi xe bác có lòng cho cháu quá giang được không? Đây là lần đầu tiên có người gọi Tô Đình Nghiêm là bác Tô một cách khách sáo như này. Trong lòng ông ta không nhịn được mà vui sướng. Được chứ, cậu Sa đi đâu? Chúng tôi đưa cậu đi. Bệnh viện nhân ái. Được, Tiểu Duy, mau lái xe tới đây, chúng ta đưa cậu Sa đến bệnh viện nhân ái. Hình như Tô Duy không nghe thấy, Tô Đình Nghiêm phải gọi lớn hai tiếng cậu ấy mới hoàn hồn lại, vâng, con đi lấy xe. Thế rồi, mọi người ai cũng đi hết. Lục Cận Phong đứng sau tấm rèm cửa trên tầng 2 nhìn Tô Duy là người cuối cùng lái xe rời khỏi. Bấy giờ anh mới kéo rèm cửa lại. Lục Cận Phong, anh cứ lén la lén lút làm cái gì đấy? Tô Yên không hiểu, để mọi người bơ vơ thừa thãi ở phòng khách, giờ lại lén nhìn, anh có ý gì? Có phải anh còn giấu em chuyện gì liên quan đến chuyện Tần Nhã Hân chết cháy không? Đợi thêm mấy tiếng nữa. Lục Cận Phong nói, anh đã bảo Hạ Vũ đi điều tra xem rốt cuộc ai là kẻ đã mang xăng vào. Thật sự chuyện này rất quan trọng, trong ngoài khách sạn đều là người của chúng ta. Không hề có một lỗ hổng cho Tần Nhã Phi chui vào, có khi nào trong ám giả có gián điệp không? Tô Yên nhớ ra chuyện lúc trước Thiên Lang có gián điệp, nói không chừng ám giả cũng có. Lục Cận Phong nhìn chăm chú, chờ một chút. Mãi tới khi trời tối, Hạ Vũ mới mang tin tức trở về. Đại ca, đích thân em đã điều tra, trong cốp xe của ba chiếc xe hơi kia đều có xăng rỉ ra. Chương 384, chôn giấu bí mật trong lòng. Tô Yên cũng bắt đầu im lặng suy nghĩ, ba chiếc xe đều có, sao lại trùng hợp như vậy? Chuyện này chắc chắn không phải là trùng hợp thôi, mà là có người cố tình làm vậy. Lục Cận Phong đắn đo một lúc rồi nói, Yên Yên, em ngủ trước đi, anh ra ngoài một chuyến. Đã muộn vậy rồi anh còn ra ngoài làm gì? Anh sẽ về nhanh thôi. Lục Cận Phong khẽ hôn lên trán Tô Yên, anh cũng không nói rõ có chuyện gì thì đã ra ngoài. Ngoài trời mưa rả rích. Tô Yên đứng ngoài ban công nhìn theo. Hạ Vũ lái xe, Lục Cận Phong ngồi ở hàng ghế sau, chiếc xe lăn bánh rất nhanh đã biến mất trong cơn mưa đêm. Lục Cận Phong nói, đến hiện trường vụ cháy. Vâng, đại ca. Hạ Vũ lái xe thẳng về phía khách sạn nói, đại ca, còn phải điều tra chuyện xăng này nữa sao? Có khi nào là cha ruột của chị dâu? Lục Cận Phong ngắt lời Hạ Vũ, đến hiện trường xem lại đi. Vâng. Cũng khó trách Hạ Vũ lại suy đoán như vậy, Tần Nhã Hân là con gái ruột của Tần Chấn Lâm giúp cô ta cũng không phải không có khả năng. Lục Cận Phong đến khách sạn.
Lãnh Phùng vẫn còn ở đó, anh ta lại quay lại điều tra hiện trường. Trong phòng khách sạn bị cháy đen kịt, ngay cả mấy căn phòng bên cạnh cũng bị vạ lây. Bầu không khí tràn ngập mùi cháy khét, thi thể của Tần Nhã Hân đã được phía cảnh sát đưa đi, căn phòng bị cháy chỉ còn lại một cái khung, cũng không có gì đáng để điều tra nữa. Lãnh Phùng hỏi Lục Cận Phong, anh quay lại đây là vì có phát hiện gì mới sao? Không có. Lục Cận Phong không nói chuyện trên ba chiếc xe đều có xăng cho Lãnh Phùng biết, dù sao thì thân phận khác nhau, nếu như Lãnh Phùng biết được, chắc chắn sẽ đưa người về điều tra thẩm vấn. Sao Lục Cận Phong có thể làm chuyện bứt dây động rừng này được? Lục Cận Phong kiểm tra căn phòng, ánh mắt cuối cùng nhìn chằm chằm dưới mặt đất để lại một dấu vết cơ thể người, đó chính là vị trí Tần Nhã Hân đã nằm trước khi chết. Sau khi thi thể được đưa đi đã để lại vết tích dưới đất. Lãnh Phùng thấy Lục Cận Phong nhìn chằm chằm dưới đất bèn nói, những lời trước đó của anh, tôi đã suy nghĩ phân tích nhiều lần rồi, phát hiện một số chi tiết. Lúc này Lãnh Phùng không hề lấy thân phận cảnh sát để thảo luận vụ án này với Lục Cận Phong, mà anh ta chỉ lấy thân phận là một người bạn bình thường để nói. Lục Cận Phong cau mày đáp, phát hiện cái gì? Lãnh Phùng nói, dường như Tần Nhã Hân rất muốn chết, phóng hỏa rất quyết đoán, nhưng lại có một chỗ mâu thuẫn, trước khi cô ta chết lại kêu cứu với Tô Duy. Điều này chứng tỏ cô ta sợ chết, không muốn chết. Tô Duy, trong đầu Lục Cận Phong dường như vừa nảy ra thứ gì đó. Hạ Vũ bên cạnh nhiều chuyện chêm vào, đại ca, trước đó chúng ta điều tra được xăng. Hạ Vũ muốn nói chuyện chiếc xe Tô Đình Nghiêm và Tô Duy ngồi có xăng. Lục Cận Phong thầm lườm gã một cái, Hạ Vũ phản ứng rất nhanh, lập tức chữa lại, điều tra được xăng xuất phát từ một trạm xăng gần đó, có lẽ sẽ có thể giúp bắt được đồng bọn của Tần Nhã Hân. Những lời sau đó của Hạ Vũ đã rời đi sự chú ý của Lãnh Phùng, trạm xăng gần đó là trạm nào? Trạm xăng ở đường Hưng Thạch. Lục Cận Phong đề nghị, đội trưởng Lãnh, anh có thể dẫn người đến trạm xăng điều tra thử. Được, Lãnh Phùng nói, để tự tôi đi điều tra thử. Đẩy Lãnh Phùng đi chỗ khác, Lục Cận Phong bước ra bên ngoài, lật danh sách thông tin, tìm được số điện thoại của Lâu Doanh rồi gọi cho cô ta. Lâu Doanh vừa tập thể dục xong, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Nhận được điện thoại của Lục Cận Phong cô ta vẫn rất bất ngờ. Anh rể, nửa đêm nửa hôm có chuyện gì vậy? Chị cô trước đây đã nói với tôi, trước khi xảy ra chuyện cô đã ngửi thấy mùi xăng, cô phát hiện ở chỗ nào đó. Chuyện này rất quan trọng. Ở ngay sân sau khách sạn đó, lúc đó tôi tránh vạn. Lâu Doanh nhận ra được suýt chút mình đã nói hớ, lập tức chuyển đề tài nói, tôi đi dạo ở sân sau, bỗng nhiên ngửi thấy mùi xăng, tôi chắc chắn mình không nhầm. Lúc đó Tô Duy cũng ở đó, nhưng cậu ấy không chỉ bị mất khả năng nhận diện khuôn mặt mà mũi cũng không được thính lắm, mùi nồng như vậy cậu ấy cũng không ngửi thấy. Lại là Tô Duy. Được, tôi biết rồi. Lục Cận Phong hỏi xong bèn cúp máy. Lâu Doanh ở đầu dây bên kia lẩm bẩm, đây đúng kiểu là qua cầu rút ván mà, hỏi xong là cúp máy ngay, cũng không nói cảm ơn gì cả, quả nhiên ở chung với chị mình lâu quá rồi, gần mực thì đen. Bạch Phi Minh bưng trái cây đến nói. Nói xấu sau lưng chị cậu, coi chừng sau này chị cậu làm khó dễ cậu đó. Lâu Doanh lập tức dùng mình nói, chị mình không có ở đây, Phi Minh, cậu sẽ không bán đứng mình đó chứ. Ăn trái cây đi, ăn cho đẹp ra. Bạch Phi Minh đặt trái cây trước mặt Lâu Doanh nói. Phi Minh, sao cậu lại còn quan tâm đến việc chăm sóc sắc đẹp dậy, với nhan sắc của chúng ta còn cần phải ăn trái cây sao? Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng lại nhanh tay hơn ai hết. Trong lúc nói chuyện Lâu Doanh đã ăn liền mấy quả việt quất rồi. Bạch Phi Minh không muốn chế giễu Lâu Doanh, chuyển đề tài nói, anh rể cậu tìm cậu làm gì vậy? Để hỏi chuyện xăng đó, mình thấy có lẽ ám giả có nội gián rồi, khách sạn bị bao vây kín như vậy vẫn để cho Tần Nhã Hân mang xăng vào trong. Lâu Doanh ôm đĩa trái cây, vừa ăn vừa nói, tớ rất nghi ngờ, chuyện này có liên quan đến Tần Chấn Lâm, Tần Nhã Hân là con gái ruột của ông ta mà. Bạch Phi Minh nói, không phải chị cậu cũng là con gái ruột của ông ta sao? Chuyện đó thì khác, 10 ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, cậu xem trong lễ cưới Tần Chấn Lâm cãi nhau với dì út của mình, hai người này không hòa thuận, Tần Chấn Lâm thiên vị cũng là chuyện bình thường. Bạch Phi Minh vân về quả anh đào, nói trước đây cậu và Vạn Nhất hễ gặp nhau là cãi nhau, nhưng bây giờ không phải các cậu cũng đã. Trời ơi, Phi Minh, sao cậu lại lôi mình vào rồi? Lâu Doanh bụng mặt nói, mình thấy xấu hổ quá. Bạch Phi Minh bật cười, buông thõng hai tay tỏ vẻ vô tội, tớ nói sự thật thôi. Lâu Doanh đứng dậy, dù sao Tần Nhã Hân cũng chết rồi, cậu tự do rồi,
chị mình cũng không còn gặp nguy hiểm nữa, mình cũng lười để ý đến những chuyện dây mơ dễ má trong đó, hiếm khi được rảnh rỗi, Phi Minh, chúng ta đi nghỉ phép đi, vào mùa này đi biển là hợp nhất, cứ quyết định vậy nhé, mua vé ngày mai đi. Bạch Phi Minh lại đúng lúc đâm thêm cho Lâu Doanh một nhát, trước đây lịch bay của Moscow đã bị mua hết rồi, đi biển nghỉ mát sao, nếu như người nào đó biết cậu muốn nhân cơ hội chạy mất dép, sợ là lịch bay lại bị mua hết nữa đó. Lâu Doanh đúng là có ý định này thật, mượn cớ đi nghỉ phép sau đó chạy trốn, trời đất bao la như vậy chắc chắn vạn nhất không tìm được cô ta. Chút suy nghĩ này bị Bạch Phi Minh vạch trần, Lâu Doanh rụi rụi cái mũi, nói ba chữ, giữ bí mật. Sau khi Lục Cận Phong cúp máy, anh lại gọi điện cho Vạn Nhất, hỏi lúc Tần Nhã Hân phóng hỏa, phản ứng của tất cả những người có mặt ở đó như thế nào. Vạn Nhất nhớ lại một lúc, nói, lúc đó Lâu Doanh là người kích động nhất, cứ đòi chạy vào cứu chị dâu, Tần Chấn Lâm mắng chửi Tần Nhã Hân, Tô Đình Nghiêm bị dọa sợ, cũng rất lo lắng cho chị dâu, Tô Duy không màng nguy hiểm xông vào, chọc giận Tần Nhã Hân châm hột quẹt đốt. Vạn Nhất kể lại toàn bộ tình hình lúc đó. Ai nấy đều rất lo lắng cho Tô Yên và cho rằng Tô Yên ở bên trong. Gọi xong hai cuộc điện thoại, Lục Cận Phong lại im lặng suy tư. Lúc đó Tô Duy nói lại với anh rằng Lục Cận Phong bảo cậu ta đến phòng nghỉ. Thế nhưng Tô Yên không hề nói như vậy. Hạ Vũ cũng đang suy nghĩ, ở bên cạnh Lục Cận Phong lâu như vậy, IQ của gã cũng cao hơn nhiều rồi. Đại ca, lẽ nào là Tô Duy? Hạ Vũ, về nhà cũ. Đại ca, quay về. Vâng, chiếc xe lăn bánh về nhà cũ nhà họ Lục cũng đã là nửa đêm. Tô Yên không ngủ, cô đang ở trong phòng nói chuyện điện thoại với Tô Duy, Tiểu Duy, sức khỏe em không tốt, em nghỉ ngơi sớm đi, hay là lát nữa chị bảo anh Sa đến khám cho em, đợi em khỏe rồi sẽ giao tập đoàn Tô Thị cho em quản lý, đúng lúc chị cũng được rảnh rỗi. Chương 385, đến đây gọi trước một tiếng mẹ chồng. Tô Yên vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhìn thấy Lục Cận Phong quay lại rồi. Cô nói với Tô Duy qua điện thoại, em nghỉ ngơi sớm đi nhé, chú ý sức khỏe, chị chỉ có một đứa em trai như em thôi đấy. Tô Yên và Tô Duy lớn lên cùng nhau, khi Tô Duy bị đưa đến nhà họ Tô, Lệ Uyển đã nói với cô rằng, đây là em trai, sau này phải yêu quý em trai, chăm sóc em trai thật tốt. Năm đó khi Lệ Uyển lâm bệnh nặng, bà ấy cũng căn dặn Tô Yên phải chăm sóc tốt cho Tô Duy. Thân thể Tô Duy yếu ớt, thường xuyên đau ốm, quanh năm đều ở trong bệnh viện. Mỗi tháng ngoài tiền thuốc men, tiền sinh hoạt của Tô Đình Nghiêm, hầu như toàn bộ số tiền mà Tô Yên kiếm được sau khi làm việc cũng đều dành cho Tô Duy. Dưới sự khắt khe của Tần Phương Linh, hai chị em cũng có thể coi là sống nương tựa vào nhau. Lục Cận Phong cởi áo khoác, thuận miệng hỏi, trễ như vậy rồi, Tô Duy còn điện thoại cho em làm gì? Không phải là Tiểu Duy gọi điện đến, mà là đồng chí Tô, Tiểu Duy gần đây thường xuyên bị di chứng sau phẫu thuật, vừa rồi bị rối loạn nhịp tim. Có triệu chứng tức ngực, đồng chí Tô bị dọa một trận, nên gọi điện cho em, để em dặn dò Tiểu Duy một vài câu. Tô Yên lo lắng nói, với sự tiến bộ của kỹ thuật y học, cái gọi là di chứng sau phẫu thuật thực ra là do bệnh tim gây ra, bởi vì phẫu thuật chỉ là làm giảm tỷ lệ tử vong, cải thiện triệu chứng, nhưng không có nghĩa là có thể trị tận gốc hoặc chữa khỏi bệnh tim, em lo lắng Tiểu Duy cậu ấy. Nói đến đây, Tô Yên vô cùng buồn bã. Chuyện của Tần Nhã Hân vừa được giải quyết rồi. Cô không hy vọng Tô Duy lại có chuyện nữa. Đừng lo lắng, anh sẽ nhờ Sa Thành Nghị trông coi cậu ấy. Lục Cận Phong thay bộ đồ ngủ rộng rãi, thuận miệng nói, tình cảm của em và Tô Duy thật tốt. Đó là chuyện đương nhiên. Tô Yên nói, em lớn hơn Tiểu Duy nhiều như vậy, cũng có thể coi như là đã nhìn Tiểu Duy lớn lên. Người ta hay nói là chị gái giống như mẹ, đặt ở thời cổ đại thì em cũng được xem như là một người mẹ hờ của Tiểu Duy rồi. Đột nhiên Tô Yên nhận ra một vấn đề. Nhìn chằm chằm vào Lục Cận Phong, nửa cười nửa mếu, Lục Cận Phong, anh sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ, ngay cả chuyện này anh cũng ghen, bình thường ghen với con trai, bây giờ lại ghen với cậu em vợ, anh thật sự có triển vọng đấy. Anh chính là một kẻ ghen tuông mà. Lục Cận Phong cười rồi ôm eo Tô Yên, đưa tay thọc lét Tô Yên. Tô Yên rất sợ nhột, cô cười to, Lục Cận Phong, đừng đùa nữa, ha ha, đừng đùa nữa. Hai người ở trên giường đùa giỡn một hồi. Lục Cận Phong kéo chăn đắp lên người, ngủ thôi. Mọi người đừng hiểu lầm, đây thật sự là một giấc ngủ thuần khiết. Đùa giỡn một hồi, Tô Yên cũng cảm thấy rất mệt, mí mắt nặng trĩu, cô cuộn người vào trong vòng tay của Lục Cận Phong, cảm thấy rất yên tâm, chưa được bao lâu cô đã đi vào giấc ngủ rồi. Nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai,
Lục Cận Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của Tô Yên, người phụ nữ anh yêu vẫn có thể vui vẻ như vậy trong vòng tay của mình, vậy anh còn có thể truy cứu cái gì chứ? Lục Cận Phong nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, anh đi ra phía ngoài ban công, gọi điện thoại, Hạ Vũ, chuyện tối nay, giữ trong bụng cho tôi, cũng không cần điều tra nữa. Tất cả mọi chuyện đến đây là kết thúc. Mấy ngày tiếp theo, đế đô có mưa phùn kéo dài. Tần Nhã Hân đã chết, vụ án của Trần Tố Anh cũng khép lại. Lục Cận Phong đem thi thể của Trần Tố Anh trở về, Tần Chấn Lâm thì đem thi thể của Tần Nhã Hân đi. Quang cảnh tang lễ của Trần Tố Anh rất long trọng, mấy ngày đưa tang hạ huyệt, hầu như tất cả những người trong giới thượng lưu của đế đô đều đến dự. Nhà họ Lục ngoại trừ Lục Thừa Mẫn ở trong tù, còn có Lục Gia Hành, toàn bộ đều đến tham dự tang lễ. Sắc mặt của Lục Cận Phong nghiêm nghị, lộ ra vẻ đau buồn sâu sắc, ông cụ Lục vô cùng đau buồn, khóc đến mức ngất đi. Ông cụ Lục đối xử với đứa con dâu Trần Tố Anh này như con gái ruột, một người con dâu tốt như vậy lại chết một cách bi thảm như thế, ông cụ Lục rất đau lòng. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ đau buồn, tưởng nhớ. Tang lễ này đến chiều trạng vạng mới kết thúc. Bọn trẻ cũng quỳ trước mộ rất lâu, Tô Yên nhờ Hạ Vũ giúp đưa Hạ Vũ mặc, Hạ Phi về trước. Tô Yên cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những vị khách đã đến đây chia buồn cùng với Lục Cận Phong. Tô Yên khó khăn lắm mới có thời gian uống nước, Vạn Nhất đi đến, chị dâu, mệt rồi à, sao không nghỉ ngơi một chút đi? Chị đói bụng không, em có mua chút đồ ăn, chị ăn lót dạ chút đi. Sống trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, lợi ích vô cớ thường. Tô Yên đang uống nước, nói có việc gì cứ nói. Chị dâu thật khách sáo. Vạn Nhất cười hỏi, chị dâu có biết Lâu Doanh đi đâu rồi không? Không biết. Tô Yên không nói dối. Cô thật sự không biết. Tô Yên nói, tôi thấy Lâu Doanh cũng vì sợ tôi bán đứng cô ấy, vì vậy ngay cả tôi mà cô ấy cũng không nói. Nhưng nếu cậu muốn tìm người, hẳn là cũng không khó, lướt mạng tin tức của ám giả các cậu, không phải dễ như trở bàn tay sao? Vạn Nhất lẩm bẩm một câu, như vậy thật mất mặt. Tô Yên vui vẻ, cậu đến hỏi tôi, vậy cậu không sợ mất mặt sao? Chị dâu, chị là người của nhà mẹ đẻ, Lâu Doanh ức hiếp em, chị đứng nhìn vậy à? Tô Yên, chuyện này còn trách móc cô. Đó không phải việc của cô. Tôi không phải chủ xưởng, đương nhiên không phụ trách dịch vụ sau bán hàng rồi. Cậu ơi, cậu tìm nhầm người rồi. Cô lại không phải là mẹ của Lâu Doanh. Vạn Nhất đột nhiên nở một nụ cười đầy ý xấu. Chị dâu, chị gái giống như mẹ, Lâu Doanh gọi chị một tiếng chị, vậy cũng xem như chị là một người mẹ hờ rồi, đúng không? Nếu đã là mẹ, con gái của nhà mình ở bên ngoài bội tình bạc nghĩa, vậy chị không phải nên quản sao? Tô Yên nghe thấy những lý lẽ sai trái này, con người đều trừng to. Cô nghi ngờ những lời này có phải do Lục Cận Phong dạy hay không? Vậy chẳng phải là cậu nên gọi tôi một tiếng, mẹ vợ sao? Vai vế này bỗng chốc trở nên cao hơn. Khóe miệng Vạn Nhất giật giật. Tô Yên lại nói những lời đầy thấm thía, Vạn Nhất, cậu bắt đền Lâu Doanh phải chịu trách nhiệm như vậy chắc chắn là không được, cậu nói xem, nếu như cái bụng của cậu bị to ra, thì cậu còn có thể cáo mượn oai hùm, cũng không đúng, cái bụng này của cậu không thể to ra được. Tóm lại, người của nhà mẹ đẻ không có trách nhiệm phải thu dọn đống hỗn độn này, cậu có thể tự mình giải quyết, là người lớn rồi, cậu không thể xử lý chút chuyện này sao? Vạn Nhất buồn rầu, anh ta biết Tô Yên không đáng tin. Vạn Nhất nói, chị dâu, chuyện này đã như vậy rồi, Lâu Doanh không nói không rằng mà bỏ đi, cũng không nói rõ một lời, ý của cha mẹ em là nếu như Lâu Doanh không chịu trách nhiệm, vậy thì họ sẽ sắp xếp đối tượng xem mắt cho em, chị dâu, chị cũng biết rồi đấy, em sợ mẫu giả xoa đó đến nhường nào, nhớ đâu em kết hôn với người phụ nữ khác sau lưng cô ấy, rồi cô ấy quay về tìm em cãi cọ, vậy thì em cũng đuối lý đấy. Tô Yên nghiêm túc lắng nghe, vậy ý của cậu là gì? Vạn Nhất nói một cách chính trọng, chị cho phép em thực sự được giảm ngõ làm chồng của mẫu giả xoa nhé, em cũng khó xử, nhưng vì cô ấy đã lấy em trước, nên cô ấy có quyền cưới em trước. Nếu như cô ấy bỏ quyền, vậy thì trong lòng em cũng cảm thấy thật sự thoải mái, sau này không liên quan gì nhau, chị dâu chị cũng làm nhân chứng, tránh trường hợp Lâu Doanh quay về sẽ không buông tha cho em. Tô Yên nhìn Vạn Nhất từ trên xuống dưới, tôi nghe những lời này của cậu, làm cho tôi có ảo giác người đang đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ đấy. Cái gì là dạm ngõ, là cưới, những lời nói này đều ngược lại với thực tế, nam cưới nữ gả, đến Vạn Nhất này thì lại trở thành nữ cưới nam gả. Mấu chốt là Vạn Nhất còn nói rất trịnh trọng. Điều này giống như Tô Yên sinh ra một đứa con trai bất hiếu,
đứa con trai đó ở bên ngoài bắt nạt những cô gái khác, rồi có một cô gái chạy đến tìm người phụ huynh như cô để bảo vệ công lý. Mà Lâu Doanh lại chính là đứa con trai bất hiếu đó. Vạn Nhất nở nụ cười, chị dâu, phiền chị nói lại, thời hạn là 3 ngày. Tô Yên đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nghe thấy giọng nói của Vạn Nhất, cô buột miệng thốt lên, ừ, lát nữa tôi nhất định sẽ nói lại với đứa con trai bất hiếu đó. Vạn Nhất, sắc mặt Tô Yên không thay đổi, nói lại với Lâu Doanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.